vấn. Thì sau đó thì mình cũng quyết định để chuyển sang cái mô hình làm song song với mô hình là xây cho thuê và bán. Và sau 3 năm làm xây cho thuê bán thì đến nay thì mỗi một năm thì cái công ty của mình đã đưa ra thị trường khoảng tầm 10 tòa nhà. Và mình nghĩ rằng là cái các bạn nên đăng ký tham gia khóa học, bởi vì là khóa học thì cái chi phí học nó cũng, so với những cái thứ gì mà mình đạt được thì mình thấy là rất là rẻ. Bởi vì thầy Tiến là có rất nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực về bất động sản, và quan trọng nhất là lĩnh vực là thầy có những cái kiến thức về thực tế. Bởi vì kiến thức thực tế thì rất là quan trọng. Nếu như các bạn học lý thuyết không mà không có thực tế thì rất là khó để bắt các bạn tiếp cận được. Thì mình đánh giá là thầy Tiến là thầy chia sẻ những cái kiến thức mà nó đang rất là khó hiểu, trở thành những cái đơn hiểu đơn giản và dễ hiểu để mà các bạn có thể đưa vào cái công việc của các bạn từng bước một. Ngoài ra thì trong cái khóa học NIC thì các bạn có thể là gặp gỡ được rất nhiều những người mà có cùng cái chí hướng với các bạn, để các bạn có thể tạo lập đội nhóm. Các bạn thiếu vốn thì các bạn có thể là huy động từ những cái người mà học viên ở trong NIC, rồi các bạn có thể nhờ thầy Tiến tư vấn, bởi vì thầy Tiến thì tư vấn rất là nhiệt tình. Và để mà Ly có thể thành công trong bất động sản ngay như ngày hôm nay thì rất là biết ơn thầy Tiến. Nhờ có thầy Tiến mà mình có được những cái kiến thức cũng như cái cách để mà mình có thể là tham gia vào thị trường bất động sản. Em rất là cảm ơn thầy và hy vọng rằng là thầy có thể là tiếp tục mở nhiều những cái lớp như thế này hơn nữa để mà giúp cho rất nhiều người để có thể là tham gia vào việc đầu tư bất động sản thầy ạ. Em làm từ khoảng 12 tỷ đến 50 tỷ ạ. Hiện nay thì cái sản phẩm đấy thì vẫn đang bán được. Năm 2021 thì em đưa ra thị trường của 10 tòa và hôm năm nay thì bây giờ thì đã hoàn thành mục tiêu rồi ạ. Chắc là vâng, 2022 thì sẽ khoảng 20 tòa. Xây rồi chứ còn chưa bán ạ. Tức là hoàn thành là mua xong, từ khi mua đến khi bán thì nó mất khoảng 1 năm. Thì tức là mình đã triển khai được 10 tòa rồi, nhưng mà cuối năm mình sẽ bán thì ạ. Ok rồi, tức là mình đến cuối năm mình mới ra hàng đúng không ạ? Vâng. Ok, rất tuyệt vời. Rồi, rất cảm ơn phần chia sẻ của bạn Ly. Rồi, ok ạ. Các bạn vừa nghe một cái câu chuyện của bạn Ly mà tôi nghĩ cũng rất là bất ngờ ấy. Ngày xưa làm ngân hàng VP Bank, thế xong bắt đầu ra đi thuê nhà cho thuê lại, cũng bắt đầu rất là bé, ít tiền lắm, ít vốn. Thế rồi mà bước lên là hồi đấy là xong mua bán, bắt đầu sang mua nhà sửa bán. Tức là bạn ấy cũng làm tuần tự gần như tất cả công cụ đấy. Làm mua nhà sửa bán, có mỗi môi giới là không làm đấy. Làm mua sửa bán, sau đó thì bắt đầu là mua căn hộ đấy. Mua xong bắt đầu bán. Sau đó thì bắt đầu lại bước sang tiếp là mới sang mua xe cho thuê đấy. Thì tôi nghĩ là ai cũng phải xuất phát, và xuất phát càng sớm càng tốt. Đồng ý không ạ? Rồi, bạn Ly ban đầu cũng là học xong bắt đầu coaching mua sửa bán thì rất là hay. Nói chung là rồi thì chúng ta vừa đi qua các cái công cụ vừa nãy một số bạn thì có hỏi là cái sự khác nhau giữa cái lớp combo mấy cái lớp lẻ, thì tôi nghĩ là tôi thông tin nhanh cho anh em một phút về cái việc này. Tức là giữa cái lớp combo và lớp lẻ thì lớp combo thì có những cái chuyên đề đấy, mà cái lớp học lẻ không có. Ví dụ như là lớp 49 chiến lược đầu tư đấy. Lớp 49 chiến lược đầu tư này học một ngày. Lớp 15 nguyên tắc đầu tư này. Lớp siêu sao môi giới này, để mở văn phòng mở sàn này. 10 loại bất động sản dòng tiền này đấy. Lớp đầu tư bất động sản thương mại này. Cái cách chúng ta xử lý bài toán chia đấy, khi mà chúng ta hợp tác đầu tư này. Cái cách chúng ta xây dựng đội nhóm này đấy, những cái phương pháp và những cái bí quyết này, quy trình lập dự án 1/500 này à, chúng ta nói về chuyên đề marketing bất động sản chuyên sâu này, chúng ta có chuyên đề gọi vốn để đầu tư này, chúng ta có bí quyết mua bất động sản không đồng này à, chúng ta có chuyên đề phong thủy này, chúng ta có những cái chuyên đề như 45 tư duy nhân sự vận dụng trong đầu tư, và tất cả kiến thức liên quan chủ doanh nghiệp đấy. Thì cái sự khác nhau giữa lớp combo là như vậy. Cái tiếp theo là những bạn mà đi học combo ấy, được chưa? Thì mình đi học combo là học rất nhiều lớp đấy. Thế thì mình có cái cơ hội để mình gặp gỡ nhiều các anh chị em khác. Bởi vì là nhiều anh chị em ấy có lớp thì xuất hiện, mà có lớp thì không xuất hiện đấy. Những cái anh chị em mà ở các khóa trước nhiều người giỏi ấy,
thì có lúc thì đi học, có lúc thì không đi học. Thế thì bạn học nhiều lớp thì bạn sẽ có cái cơ hội gặp gỡ nhiều đối tượng khác nhau, nhiều người khác nhau. Đấy. Và nó thuận tiện cho việc là bạn xây đội nhóm, hoặc là tìm cái người phù hợp với mình. Đấy. Hoặc là đối tác. Đấy. Có những bạn bảo, ô, hôm trước em đi học cái lớp này thì không gặp cái anh này, sang lớp này học thì em lại gặp cái anh này, rất là hay. Và không phải ai cũng phù hợp với mình. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Không phải ai cũng phù hợp với mình. Đấy. Thế thì phải qua vài ba người. Đấy. Tôi cứ hay ở ngoài xã hội thì tôi hay nói cái câu chuyện là qua người xấu thì mới gặp được người tốt. Trước đây ví dụ chúng tôi thuê luật sư. Thế thì có một cái ông luật sư này, ông vào công ty, ông ấy toàn ăn tiền ở công ty đó. Thế nhưng mà qua cái ông đấy thì cuối cùng lại gặp được một ông luật sư tuyệt vời. Đấy. Thì rất là nhiều lần như vậy rồi. À, tôi đi làm việc với lại một cái người, ví dụ như là một ông chạy dự án của chúng tôi. Ông ấy đến, ông ấy sơn mất tỷ. Thế thì sau đó thì mình lại qua một người khác thì mình gặp được cái người biết làm dự án giỏi. Thế thì đại khái là kể cả mình chia cho người ta, cái vụ đấy mình chia cho người ta, bạn biết được người ta được bao nhiêu? Được 20 tỷ. Sau khi mà, tức là mình mua đất rồi, mình làm pháp lý xong, mình bán xong, anh em chia tiền nhau. Thì riêng cái tiền công của ông ấy làm pháp lý, thì ông được 20 tỷ đâu. Nhưng mà mình cảm thấy rất là hài lòng, bởi vì là qua người xấu mình gặp được người tốt. Đấy, cái người mà có năng lực và cái người mà có thể đồng hành cùng với mình lâu dài nhiều việc. Rồi. Bao nhiêu bạn đồng ý nè. Đấy. Thế thì, nhưng mà ở đây thì vào trong lớp học ấy, thì nó khác. Tức là ở đây là đã đi học là hầu như là tư duy tích cực. Và xây đội nhóm là phải là những người cùng tư duy. Đấy, bạn đồng ý không ạ? Đấy. Phải cùng tư duy. Cái thứ hai là mình phải tìm xem ai phù hợp với mình. Đấy. Và tiếp theo nữa, những bạn combo ấy, thì cái cường độ offline ở trên Zoom ấy, và giải đáp thì nhiều gấp khoảng 3 đến 5 lần các cái lớp lẻ, ví dụ 1 tháng 1 lần. Đấy. Thế còn những bạn lớp lẻ thì khoảng độ tầm 3-4 tháng mới có offline trên Zoom 1 lần. À, học combo thì bạn được phép hỏi giảng viên, tức là bạn nhắn tin nhé, hoặc bạn gọi tất cả các nội dung. Gọi không được thì nhắn tin nhé. Đấy ạ. Còn bạn học lớp lẻ thì học lớp nào hỏi nội dung lớp đó. Ví dụ mình học môi giới thì mình hỏi về chủ đề về môi giới và về bán tài sản. Thì đấy này, tôi phân biệt ra một chút cho anh em để anh em biết là à, rồi. Thì giữa cái lớp combo và lớp lẻ là cái khác điểm nhau ở cái gì. Đó. Thế còn thông tin, tại sao phải thông tin? Bởi vì các bạn cần cái sự rõ ràng. Đấy. Và một cái nữa mà sáng nay có nói một lần, nhưng mà ở đây tôi thông tin cho anh em đầy đủ ấy, là chúng ta là có nghe thông tin về 4 cái sản phẩm. Đấy. Thứ nhất là cái lớp BMB ở bên góc tay phải bên ngoài cùng. Đấy. Thì học cái gì thì các bạn biết rồi. Học về đàm phán, học về viết quảng cáo, về các cái chiến thuật. Chiến thuật đàm phán, chiến thuật viết quảng cáo, chiến thuật bán hàng, 18 tư duy. Đấy. Và những cái thói quen thì chúng ta học về chiến thuật. Và cái này áp dụng cho cả hai đối tượng. Đấy. Các bạn đã nhìn thấy rất là rõ nha. Áp dụng cho cả hai đối tượng ở bên góc tay phải các bạn. Là một là doanh nghiệp và hai bất động sản để áp dụng được. Đấy. Thế còn lớp siêu sao môi giới thì chúng ta học tư duy, học hai kỹ năng là marketing và bán hàng, học 9 nguồn thu nhập rồi 7 kỹ thuật tránh cắt cầu vân vân. Lớp đầu tư CKB thì chúng ta học 6 kỹ năng, 6 công cụ, học tư duy. Đấy. Bên môi giới thì hai kỹ năng thôi. Đấy. Combo thì vừa nói rồi. Đấy. Chúng ta là học một loạt những cái nội dung này, khoảng độ tầm 14 cái nội dung khác nhau. Đấy. Đặt cọc, bán tranh, rồi lập dự án, rồi vân vân. Đấy. Thì đấy là cái điểm khác nhau giữa các lớp học. Thì tôi phân biệt cho anh em nhé. Rồi. Thì đây là 4 cái lớp học chính. Và chúng ta thì xong cái phần công cụ thứ tư rồi. Thì chúng ta bước sang công cụ thứ 5. Được chưa? Rồi, bao nhiêu bạn muốn học tiếp công cụ thứ 5? Anh em comment vào chat ạ. Rồi. Công cụ thứ 5 nhá. Để chúng ta đi tiếp. Nhiệm vụ của tôi là phải hướng dẫn cho anh em đầy đủ, không thiếu tí nào. Được chưa? Bao nhiêu bạn thích là đi học là phải đầy đủ mà. Và học phải trọn vẹn. À. Ok, tôi bật cho anh em công cụ thứ 5, đầu tư bất động sản dự án. Thế thì cái này nó hiểu như nào? Đại khái là mình đi mua của chủ đầu tư. Đấy ạ. Chúng ta thì có hai cách hiểu.
Cách hiểu số 1 là mình đi mua của chủ đầu tư. Đấy, có một ông nào đấy, ông ấy là công ty bất động sản, lập cái dự án, ông ấy bán shop house liền kề biệt thự căn hộ chung cư. Cái hiểu thứ hai là tự mình lập một dự án, một cái khu dân cư, một cái khu đô thị. Thấy chưa? Rồi. Ok ạ, thì hai cái. Thì tại sao lại dự án? Dự án thì có cái gì hay? Đấy, thì xin mời anh em ghi xuống. Ok ạ. Tức là mình đang nói là đi đầu tư bất động sản dự án của chủ đầu tư. Thì chúng ta có hai loại, một là mua thổ cư, nhà phố, đất dân. Còn loại thứ hai, mua dự án. Rồi, thế tôi chia sẻ bạn, chính tôi cũng mua bất động sản dự án, cũng mua những cái shop house liền kề, có những deal thì mua khoảng 20 căn. Đấy, 20 căn mỗi căn ví dụ như liền kề khoảng 80 mét vuông. Hay là có những cái mình mua mà thanh toán phương tiện đấy chứ không phải cọc cạch gì đâu. Có những trường hợp thì mình mua biệt thự liền kề thì mình cũng để đấy. Thì nói chung là bây giờ thì tăng được 30%, 40%, 50% tùy căn. Thì dự án thì nó cũng có cái hay, và tôi chia sẻ với bạn là dự án rất nhiều quả cũng nhân đôi cũng có, nhân ba cũng có. Ví dụ nhiều khi nhiều ông mua từ giá 20 triệu mét đấy, sau đó nó tiến lên 60 triệu, thế thì cũng là nhân ba mà. Thế thì dự án thì nó có cái những cái hay gì mà nó có cái dở là cái gì đấy, thì chúng ta sẽ là trao đổi nhanh ở phần này cho đơn mình. Thứ nhất là tiến độ tiền, tức là ví dụ thông thường chúng ta sẽ có đặt cọc rồi giữ chỗ hoặc là đặt cọc ưu tiên. Không mua thì sao? Thưa mình à, không mua thì sao? Đặt 50 triệu, đặt 100 triệu, đặt 200 triệu. Không mua thì sao? Không mua không sao, không mua về tiền. Và có gì nguy hiểm không? Chả có gì nguy hiểm, không mua về tiền. 50, 100, 200. Nhưng mà đôi khi đặt cọc ưu tiên, đặt cọc giữ chỗ, đặt cọc thiện chí. Thế thì đôi khi là đã có người ta sẵn sàng mua lại cái suất ưu tiên của bạn rồi. Đấy chứ ạ. Tiếp theo là chúng ta đến đặt cọc chết. Đặt cọc chết. Không mua thì sao? Không mua thì sao đâu mình? Và mất tiền. Đấy. Thế sau đó thì có thể đến 5%, 5% hoặc là 10%, 10%, 10%, 10%, hoặc là 30%, 10%, 10%, xong cuối cùng ra sổ 5%. Ví dụ như vậy. Đấy chứ ạ. Thế thì tóm lại là nó thanh toán lai dai kiểu như thế. Thế có tốt không? Tốt không ạ? Đấy. Và bởi vì trong rất nhiều trường hợp, ví dụ có những bạn mua cái tài sản hơn 20 tỷ mới thanh toán 7 tỷ, nhưng mà tài sản nó lại tăng giá lên thành hơn 30 tỷ. Đấy. Thế là thả 7 tỷ ăn 10 tỷ rồi. Đồng ý không ạ? Đấy. Thì tôi chia sẻ với bạn ở đây là chính vì thanh toán như thế, thanh toán theo tiến độ như thế nó rất là ok và rất là hay. Nhiều chủ đầu tư thì cho những cái ưu đãi. À, cái thứ hai, thế bây giờ thử, nếu mà thanh toán theo tiến độ nhá, bây giờ thử nhá. Bạn ra gặp nhà dân đi, nhà phố đi. À, bạn thổ cư đi, mua đất dân đi, bạn bảo là anh ơi, anh cho em thanh toán 10%, 10%, 10%, 10%. Nào, chủ nhà bảo làm sao nhỉ? Chủ nhà bảo làm sao? À, mình có bị làm sao không ấy? Chỉ có hai phát thôi. Phát thứ nhất đặt cọc. Vâng, phát thứ hai hết tiền. Đồng ý không ạ? Đấy, thì đấy là cái điểm khác biệt của dự án. Rồi. Rồi, đồng ý không ạ? Rồi nhá. Thì cái số 2, vay ngân hàng. Vay ngân hàng thì rất là dễ, bởi vì là thường nhiều trường hợp ấy, chủ đầu tư dự án đây, ngân hàng đây, hai ông này cùng một công ty mẹ ở trên luôn,
cùng tập đoàn mẹ ở trên luôn. Kinh doanh tài chính và kinh doanh bất động sản, hai ông này giải ngân cho nhau luôn. Đó. Thì tôi chia sẻ bạn ở đây là và có những trường hợp thì dự án thì người ta hợp tác với bên ngân hàng luôn. Rồi. Nên là giải ngân rất là dễ, chứng minh thu nhập rất dễ. Còn nếu mà bạn đi mua nhà riêng, đất dân thì xin mời anh em tự tìm ngân hàng, tự kết nối, tự đi gặp gỡ khoảng vài ngân hàng rồi mới tìm được đồng chí phù hợp. Số 3, bán chênh. Bán chênh rất dễ dàng. Tại sao? Trong một cái dự án thì có khoảng độ 500 anh em môi giới hoặc là vài nghìn anh em môi giới. Thế thì nhiều trường hợp bạn vừa mua xong 10 đồng, mấy hôm sau người ta gọi lại: alo anh ơi, đấy, anh có muốn ra hàng không? Lời 300 triệu, lời 3 tỷ đồng, lời 5 tỷ đồng, anh có muốn ra hàng luôn không? Đấy. Thì bán chênh rất là dễ dàng bởi vì có nhiều anh em phân phối môi giới ở trong này. Tuy nhiên cũng lưu ý rất nhiều dự án ở xa. Thế thì nhiều khi là vừa bán xong cái là 500 anh em môi giới rút quân. Thế là thôi, nhà đầu tư ở lại ôm nhau khóc, không ra hàng được. Bạn nào đã gặp tình huống như thế rồi, cứ bảo là sao thằng này nó chậm thế nhỉ, thằng này nó chậm thế nhỉ, bán không ai mua nhỉ. À, không phải đâu, nó rút quân hết rồi. À, anh em môi giới chuồn hết rồi. Rồi, thì bán chênh rất dễ, còn với nhà phố thổ cư thì nó khác. Riêng trường hợp nhà phố thổ cư đất dân thì bán chênh có sổ đỏ rồi nhá, thì mới đặt cọc. Thì bán chênh rõ ràng là phải có kỹ thuật, bởi vì tài sản đó chưa thuộc về mình. Đấy. Thì người đi mua lại của bạn, người ta bảo đâu, có gì chứng minh ông là chủ nhà. Đấy. Đồng ý không ạ? Rồi. Bán chênh của dự án thì rất là dễ, chủ đầu tư bảo các ông cứ sang tay nhau thoải mái, đấy chứ? Mỗi hồ sơ tôi thu ông 10-20 triệu hay là thu một cái khoản phí. Đồng ý không ạ? Rồi, bán chênh thoải mái. Dự án thì đấy là ưu điểm. Thứ tư, những bạn đi đầu tư dự án thì chả phải làm cái gì. Đấy, không phải làm gì hết đấy. Thỉnh thoảng xuống xem thấy có cái hồ, có cái làm thêm con đường, đấy, làm thêm cái công viên, làm thêm cái trung tâm thương mại, spa, tập gym, bể bơi vân vân, thì tự bạn này thấy ô dạo này làm thêm đường à, tài sản của bạn lại tăng giá. Đấy. Rất phù hợp với những nhà đầu tư lười. Rồi. Rất phù hợp với những nhà đầu tư lười. Rồi. Không phải làm gì. Thấy chưa? Không phải làm. Thế còn nhà riêng thì khác, mua xong xin mời bác đập phá sửa chữa. Đang. Đất mua xong. Đấy. Xin mời làm đấy và cải tạo đấy, chịu khó quay tay, vận may sẽ đến. Đồng ý không ạ? Còn dự án này xây nhà khi cũng chả phải xây luôn. Anh có xây không? Em làm xây cho anh luôn. Anh có làm nội thất không? Em làm nội thất cho anh luôn. Đấy ạ. Đấy. Nên là tôi chia sẻ bạn kiểu nó thế đấy. Và thì dự án là rất phù hợp với những ông lười. Số 5, đồng bộ hạ tầng và dịch vụ. Cái này rất là tốt kể cả bạn tiêu dùng. Mua ở trong dự án, bạn thích xem rạp chiếu phim không ạ? Đấy. Bạn thích xem rạp chiếu phim không ạ? Đấy, mấy bước chân là ra xem phim rạp. Bạn thích bể bơi, có bể bơi, bạn trường chưa học cho trẻ em, cho con cái bể bơi rồi là tập gym rồi là spa rồi cà phê có hết, được chưa? Thì nó rất là đồng bộ về hạ tầng và dịch vụ, nên là nó khác với lại đất dân nhà phố ở cái điểm gì, là bạn có muốn uống cà phê không, bạn có muốn đi xem phim rạp không, bạn có muốn bể bơi không, xin mời lấy xe chạy 3 cây số. Và thế nên là nếu mà tiêu dùng thì nên vào dự án. Đồng ý không ạ? Rồi. Thế thì bao nhiêu bạn thấy là những cái kiến thức này nó cũng rất là hữu ích, kể cả bạn không phải mua đầu tư, mà đôi khi bạn chỉ mua là để tiêu dùng thôi chẳng hạn, thì bạn cũng sẽ phân biệt ra được
À, cái hay là cái gì? Đấy. Và cái hạn chế là cái gì? Rồi. Thì chúng ta đã phân biệt là ở dự án với thổ cư thì nó hay cái dở cái gì. Thế bây giờ những ông mà bán dự án ấy thì ông ấy sẽ bảo mấy ông bán nhà phố thổ cư mấy đất dân là như này này. Em nói với anh đừng mua ở ngoài. Anh canh đừng mua ở bên ngoài này, đất dân này nguy hiểm lắm. Một là dính quy hoạch, hai là tranh chấp kinh khủng luôn. Mồ mả phong thủy các kiểu luôn. Anh mua bên trong này, anh yên tâm luôn, riêng phong thủy bọn em xử lý hết rồi. Quy hoạch ấy, không bao giờ có ô nào nó vào ô đấy, ít nhầm lắm. Đấy, không có tranh chấp gì. Đấy, anh yên tâm nhá. Đấy là ông bán dự án mà tiện ích, em nói với anh đừng có ở bên ngoài. Ở bên ngoài nó vào nó cướp, nó giết luôn ấy. Anh có biết mấy vụ giết người không? Đấy, anh vào trong này, em bọn em có bảo vệ, có thẻ từ. Đấy, ổn, quá ổn. Anh đừng ở ngoài, nguy hiểm lắm. Theo anh tính mạng quan trọng hay là tiền quan trọng? Đấy, thế là tôi chia sẻ với bạn là bán dự án đấy. Ê, còn mấy ông bán đất dân, nhà phố thổ cư thì ông ấy bảo em nói với anh đừng có chui vào mua dự án, bọn nó bán giá trên trời luôn, đừng mua dự án. Mà bọn nó không có sổ này, em có sổ cầm tờ A4 đời đời ấm no, bọn nó đâu có sổ đâu. Rồi bên nào không hay hết mà. Rồi thế là thôi, bạn bán cái gì, quan trọng là bạn bán cái gì. Đấy, kể cả những bạn nào môi giới, bạn phải phân biệt được, bạn phải hiểu được cái chuyện này, đồng ý không ạ? Rồi thì bạn truyền thông cho người ta để mà khách hàng người ta hiểu. Chứ cũng hay có trường hợp là chủ đầu tư đi xem dự án này, à, nhà đầu tư đi xem dự án, sau đó lại mà phi ra ngoài múc đất dân. À, ok ạ. Rồi thì chốt lại thì đấy là ưu điểm nhá, ưu điểm đấy của dự án đấy. Nhược điểm là gì? À, nhược điểm là gì theo lớp mình? Nhược điểm là như này, nộp tiền cho chủ đầu tư đấy thì mình cứ xác định là như cá nằm trên thớt. À, chủ đầu tư mà uy tín thì ok, và pháp lý làm chuẩn, hạ tầng làm nhanh, uy tín, đầy đủ tiện ích, ok. Thế nhưng mà chủ đầu tư mà không uy tín và thì thôi, xác định tức là xác đã định. Cá nằm trên thớt có nghĩa là gì? Chủ đầu tư bảo thịt là thịt mà tha là tha, đồng ý không ạ? Đơn giản vậy thôi, tức là bạn đã phải giao số phận của bạn cho người khác rồi. Đấy. Rồi thế thì chủ đầu tư phải uy tín. Đấy, nên là riêng cái bộ môn này đi mua là phải chọn chủ đầu tư. Rồi thế quay trở lại là bây giờ chúng ta có 3 giai đoạn để đầu tư. Giai đoạn thứ nhất là tranh tối om. Tranh tối om có nghĩa là gì? Đây, pháp lý mới manh nha xin được cái chủ trương chẳng hạn. Đấy. Hay là sắp có chứng nhận đầu tư, sắp có giấy phép xây dựng vân vân. Tóm lại là pháp lý nó còn chưa hoàn chỉnh, ký hợp đồng góp vốn rồi các kiểu. Đấy chưa? Hạ tầng chưa có gì. Gọi là tranh tối om. Giai đoạn 2, tranh tối tranh sáng. Đấy, tranh tối tranh sáng là bắt đầu sắp có thông tin ngon về pháp lý hoặc là vừa xong pháp lý. Đấy, bắt đầu chủ đầu tư có tiền. Đấy, và bắt đầu chuẩn bị triển khai hạ tầng. Đến những cái giai đoạn như vậy gọi là tranh tối tranh sáng, bắt đầu chuẩn bị này, sắp bắt đầu tung marketing ra vân vân. Đấy, và giai đoạn thứ 3 là tranh sáng trưng, chúng ta gọi nôm na là đẹp và hết lời. Đấy chưa? Đấy, thì tranh sáng trưng thì theo bạn nên mua đoạn nào? Tranh tối om, tranh tối tranh sáng và tranh sáng trưng. Rồi ta mua đoạn nào? Thế thì tôi xin chia sẻ bạn là mua đoạn nào cũng được,
mỗi một đoạn thì nó sẽ có hai cái dở riêng. Tranh tối om thì rủi ro nhưng mà lợi nhuận nó cao, đồng ý không ạ? Tranh tối tranh sáng thì đó là những người mà bắt đầu quan sát được sắp có chuyển động rồi, à, cũng rất là tuyệt vời. Mà tranh sáng trưng, nếu mua đoạn tranh sáng trưng thì cái chiến lược mua nó phải khác. Ví dụ lại là phải là mua của ông cắt lỗ chẳng hạn, ví dụ thế. Rồi thì ở đây cái bài học là nó tùy nhá, tùy từng trường hợp. Rồi. Nhưng mà bạn mua ở giai đoạn nào thì nó phải có chiến lược cho giai đoạn đấy. Đoạn tranh tối om thì chúng ta sẽ quản trị rủi ro bằng cách nào? Chúng ta đừng nghĩ là chủ đầu tư thì có cái gì đó là ghê gớm. Một cá nhân đấy, lập một công ty bất động sản, làm một cái dự án khoảng 300 lô đất, 300 cái nhà thì cũng gọi là chủ đầu tư. Đồng ý không ạ? Rồi. Chủ đầu tư cũng giống như bạn thôi. Rồi. Ok, bao nhiêu bạn thấy là cái phần này bạn cũng học được rất là nhiều điều vui và tuyệt vời. Rồi. Anh em comment vào chat nào. Rồi. Thế đi học nick ấy, thì nhiều anh chị em là có cái mục tiêu để lập dự án, lập khu dân cư, lập khu đô thị. Thế thì bao nhiêu bạn ở đây muốn nghe một cái chia sẻ của một chị học viên nhờ đi học nick mà có cái cảm hứng, cái động lực và triển khai rất là nhanh nhẹn trong vòng chưa đầy một năm làm được 2 cái dự án 1/500. Đấy. Anh em nào muốn nghe câu chuyện này nào? Ok ạ. Thế xin mời hỗ trợ bật giúp cho cái câu chuyện của chị Phương, công ty giấy Hoàng Hà, mã chứng khoán là HHP. Rồi, ok, xin mời. Có phải là có cái sự suy nghĩ nào đấy mà cơ duyên nào đấy dẫn dắt, và khi đấy thì mình chỉ nghĩ là ở tất cả những người giàu có trên thế giới hoặc là những cái tỷ phú của Việt Nam thì họ hầu hết là đều bắt đầu từ bất động sản, hầu hết là đi từ bất động sản, và cái sự giàu có nó rất là nhanh và có vẻ như là dễ dàng hơn. Thế là mình đã có cái mục tiêu là vậy thì mình sẽ cần chuyển sang bất động sản. Nhưng bắt đầu từ đâu đây? Trước đây thì mình với một cái chị bạn nữa, cô bạn nữa thì cũng hai chị em đã từng có một cơ duyên đến bất động sản nhưng mà rất là quy mô rất là nhỏ. Tức là chị em đi vay tiền, sau này đi học thì mình biết đến cái bài của thầy gọi là mua xây bán. Còn đến thời điểm đó mình làm từ những năm 2004 gì đấy thì làm 1-2 cái thôi. Mình thì làm 1-2 cái với cô bạn đấy. Thì sau đấy là mình tập trung vào lúc mình làm đơn hàng rất là bận, mình không làm được. Thế còn cô bạn đó thì cũng là thành viên trong lớp nick của chúng ta. Thì bạn ấy thì tiếp tục đi theo cái hành trình đấy và bạn ấy kiếm được rất nhiều tiền. Còn mình thì đi theo con đường là làm thuê cho nhà nước, làm cũng rất thành công cho nhà nước. Sau đấy thì làm được cũng thành công nhưng không kiếm được nhiều tiền bà bạn ấy. Thế là mình nghĩ là chắc là mình phải có thêm cái chân nữa. Mà mình đã vững chân sản xuất thì mình nên có cái chân nữa. Và mình đang có cái mục tiêu là vậy thì nếu như mình để làm, và lúc đấy thì mình đã nghe là mình nếu làm thì mình sẽ làm dạng như kiểu là chủ đầu tư ấy. Và nếu như mình làm lớn thì bắt buộc phải có kiến thức. Thì mình nghĩ là vậy thì mình phải tìm người thầy. Và khi đấy thì mình đặt mục tiêu như vậy thì rất là khi mà mình đúng là chúng ta đặt mục tiêu nhưng mà đặt mục tiêu lớn mà thì vũ trụ sẽ gửi người đến. Thế thì khi mình đặt mục tiêu là mình người thầy thì cũng dưng có một người bạn kết nối cho mình một cái lớp đầu tiên là mình đến với Nick ở cái chương trình lớp gọi là trí tuệ 4.0 cái lớp sẽ thôi. Mình học 3 ngày và sau khi ngay xong cái buổi học đầu tiên thì mình đã chốt luôn vào lớp coaching của thầy. Và được đồng hành với biết được đến nay là được chứ cũng chưa được 2 năm, thầy nhận được hơn 1 năm rưỡi thôi. Thì cả năm 2019 thì mình rất là chăm học từ khi bắt đầu học tất cả các lớp. Nhưng đến năm 2020 thì thực sự là năm 2020 thì mình công ty mình đứng trước rất nhiều dự án lớn. Và vì vậy cho nên là mình tập trung vào làm dự án, mình không tham gia được lớp offline của thầy. Cũng như là vì dịch Covid thì cũng chỉ tham gia một vài lớp online thôi. Thế thì thầy có nói là tại sao mình để làm lớn mà thì thực ra là cũng không biết là tại sao, nhưng mà có thể là mình đặt cái mục tiêu là làm thế nào để có thể giúp được nhiều người hơn. Muốn giúp được nhiều người thì chắc phải làm lớn, nhưng mà làm nhỏ thì chắc là không giúp được nhiều người lắm. Thì doanh nghiệp của mình thì mình có một cái nhà máy sản xuất giấy ở dưới Đông Hải 2 ở quận Hải An ở dưới Hải Phòng rồi. Và bởi vì nhà máy đấy thì quy mô nó còn đang nhỏ, có 1.5 hectare thôi. Thì mình nghĩ là phải có cái nhà máy lớn hơn, làm thế nào để phải có một nhà máy về sản xuất giấy nhưng rất là đẳng cấp của miền Bắc, không đáng so với Trung Quốc hơn miền Bắc. Mình trên hành trình đi tìm thì đi rất nhiều khu công nghiệp, cuối cùng thì cơ duyên đến cho mình đến vào về khu công nghiệp thị trấn Tiên Lãng.
thì mình sẽ xin được chủ trương đầu tư vào tháng 7 của năm 2020, và sau 6 tháng, sau 5 tháng làm tất cả các thủ tục pháp lý thì ngày 31 tháng 12 năm 2020 vừa rồi thì mình vừa làm cái lễ động thổ khởi công nhà máy. Tổng mức đầu tư của nhà máy đấy dự kiến là khoảng 1.200 tỷ. Bởi vì nó là sản xuất giấy cho nên là chi phí nó rất là lớn, và đồng thời với cái thời gian trong cái quá trình mình học NIC thì mình cũng gọi là lúc ấy gọi là từ dốc tâm là phải kiếm được một dự án bất động sản ở dưới Hải Phòng, bởi vì Hải Phòng thì mình đánh giá là một thị trường rất là tiềm năng và đất ở Hải Phòng còn đang rất là rẻ. Mọi người sẽ biết rằng là năm nay, năm 2021 thì chắc chắn là Hải Phòng sẽ ban hành cái bảng giá đất, nó sẽ đắt gấp rất nhiều lần so với bảng giá của những năm trước. Đấy là lý do vì sao mà tất cả những dự án của mình đặt mục tiêu là tất cả những cái dự án bình thường được thuê 50 năm nhưng mà tất cả những nhà máy của mình đều đặt mục tiêu là mình trả tiền một lần hết. Đấy, bởi vì đất chắc chắn năm nay nó sẽ tăng gấp mấy lần. Đấy là đất khu công nghiệp. Tương tự như vậy thì đất nền nó cũng sẽ lên. Thì bọn mình cũng triển khai một cái dự án từ đầu ở quận Dương Kinh như vậy, từ khâu đầu, tức là từ khi cái mảnh đất này nó đang là đất ruộng, chưa là cái gì cả, chưa có ý tưởng gì cả, và bọn mình phải set up từ đầu, đi hành trình từ đầu. Cái dự án đấy là 2,7 hectare, bọn mình có được 129 lô, 129 lô, và với diện tích mà đất của 129 lô là gần 15.000 m2. Đấy, và hiện nay thì bọn mình vừa mới trúng đấu giá cách đây chưa được một tháng đâu, ngày 27/28 vừa rồi thì mình mới ra được cái quyết định phê duyệt trúng đấu giá, và hiện nay thì hôm nay chị Thủy chị không đến được là vì chị đang cũng đưa một đoàn xuống đấy để xem cái dự án, thì chắc chiều thì chị sẽ về, chị về đây vì mấy chị em là chung nhau để cùng làm cái dự án đấy. Và tổng mức đầu tư của dự án đấy thì nếu cứ cả tấn tính cả về đất là đất nhà ở thương mại, cho nên là khi mà mình xây sẽ là xây thô nữa, sẽ có xây thô để bán nữa, thì hiện nay mình đang lên phương án thiết kế. Rồi ở đây lúc nãy có nói anh em về xây dựng đúng không ạ? Và rất nhiều anh em thì nếu quan tâm đến đất nhà ở thương mại ở Dương Kinh Hải Phòng thì nó một dự án rất là đẹp, thì mọi người có thể cùng nhau hôm nào đồng hành đi một chuyến xuống dưới đi xem thế nào. Rất là cảm ơn thầy, và tóm lại là quan điểm của mình là một là mình đặt mục tiêu rất rõ ràng, hai là mình làm rất là quyết liệt. Đấy thì đấy là một cái bí quyết, và cộng thêm cái sự may mắn, mình nghĩ là khi mà chúng ta đặt một cái mục tiêu đủ lớn, mình phát ra một cái tín hiệu và mình mong muốn làm cái điều gì đấy tốt đẹp cho tất cả nhiều người thì mình nghĩ là vũ trụ sẽ ủng hộ. Thì đấy là một cái trí tuệ mà một cái quan điểm mà mình nghĩ là mình cũng được vũ trụ ủng hộ rất là nhiều. Và đặc biệt nữa là trong cộng đồng NIC thì mình cũng nghĩ là đây là một cái cộng đồng mà mình đánh giá rất là cao, bởi vì mình cũng là người đi học phát triển bản thân rất là nhiều. Nhưng mà đây cộng đồng NIC là một cộng đồng mà mình cảm thấy nó gắn bó thân thiết, và thực sự là mình rất bận nhưng mà mình cũng luôn luôn dành thời gian cho NIC. Vâng, rất cảm ơn thầy. Rất cảm ơn thầy chia sẻ Thư Phương. Chúng mình vừa nghe một cái câu chuyện chia sẻ đúng không ạ? Một chủ đầu tư, thực ra là trước khi mà gặp mà thì là tôi chia sẻ bạn là chị cũng rất là yêu thích bất động sản. Thế và chị muốn làm về dự án. Nhưng mà học trong NIC thì có rất nhiều ý tưởng. Tôi ví dụ như một ý tưởng chị đấy là ở cái phần nhân sự, là tôi hướng dẫn chị ấy bảo là phải làm cái phương pháp lấy tướng về. Mình làm xong dự án thì ai phân phối cho mình? Ai phụ trách phân phối cho mình? Ai bán hàng cho mình? Đấy. Thế thì sau đó thì chị công nhận là rất nhiều người là người ta có ý tưởng, có tư duy nên được triển khai rất nhanh. Cái tầm khoảng độ hơn tháng sau vẫn là đã thấy ngay lấy được một tướng về rồi, một tướng phân phối về. Đấy, thì làm xong sản phẩm vẫn là phải có tướng triển khai ngay. Đấy, đồng ý không ạ? Rồi. Thế là nhiều anh chị em thì cái chủ đề của chúng ta đang là đầu tư dự án. Và tôi chia sẻ bạn là cái câu chuyện vừa rồi là của chị Phương, và một câu chuyện thứ hai nữa thì của một bạn thì cũng chuyên đi đầu tư dự án. Và bạn này thì sáng nay tôi cũng chia sẻ với mình một lần, bạn ấy là một học viên của NIC mà cũng là học viên coaching, chị Phương vừa đấy cũng là học viên coaching. Thế còn bạn bây giờ chia sẻ thì cũng là một học viên coaching và làm về mỹ phẩm đấy. Và có khoảng độ 25.000 đại lý. Và bạn ấy cũng rất là yêu thích bất động sản và rất là đam mê trong cái việc đầu tư bất động sản dự án, tức là đi mua của các chủ đầu tư, vừa đánh đất dân vừa đánh đất dự án. Ở đây có bạn nào muốn nghe cái chia sẻ của bạn hay không ạ? Rồi, anh em nào muốn nghe không ạ? Vâng,
Thế còn về vừa nãy là cái cổ phiếu là các bạn lưu ý nhé, là vừa nãy ví dụ công ty của chị Phương ấy thì là công ty bất động sản riêng, mà cái công ty giấy riêng, đôi khi công ty trên sàn nó không phản ánh gì cả, thấy chưa? Có những người thì ví dụ như là người ta có chục công ty chẳng hạn, thì cái công ty trên sàn chỉ là công ty con, còn cái mảng bên ngoài nó mới là mảng chính. Thế là nhiều anh chị em tức là chúng ta đừng nghe xong chúng ta vội vàng. Ví dụ vừa nãy em mang cổ phiếu thì thực ra là cái việc kinh doanh bất động sản là không có nằm ở cái công ty trên sàn đấy, rồi mà chỉ phục vụ cái việc kinh doanh sản xuất giấy thôi. Ok, thế chúng ta nghe cái câu chuyện rồi. Xin mời hỗ trợ. Và em chào tất cả các anh chị em đang xem cái live stream này. Thì đầu tiên em cảm ơn thầy đã dành cho em những cái giờ phút rất là quý giá để mà chia sẻ với các bạn đây. Đấy, và cũng chào cả nhà và chúc cả nhà chúng ta có một buổi chiều mà chúng ta thu hoạch được rất nhiều điều tuyệt vời. Thì rất là cảm ơn thầy. Thì thầy vừa cũng nhắc lại một chút cái thời điểm cách đây độ tầm 2014-15 ấy, thì đúng là thời điểm đó thì nói chung là cũng mới bắt đầu kinh doanh thôi, cũng chưa có gì cả. Đấy, cũng muốn đi học. Em vẫn nhớ là cái lần đầu tiên mà em đi học là học ở cái lớp Lick, cũng giống như chế độ đầu tư, nhưng mà nó không được hoành tráng như bây giờ đâu anh em ạ. Anh em bây giờ học là hội trường nghìn người, có điều hòa, máy lạnh, mát rượi, xong rồi mọi thứ rất là ok. Hồi đó thì mình học ở trên thì là ở dưới quán bia, ở trên thì là lớp học. Đấy. Và thực ra thì khi mà mình đi học ấy, thì mình là người kinh doanh khởi nghiệp, thì thời điểm đó thì mình cũng có một suy nghĩ là mình cứ đến nghe xem ông này ông nói cái gì. Và bản thân mình thì trước giờ mình bao giờ cũng có một cái câu nói mà mình rất là tâm đắc là đừng nghe khác nói mà nhìn khác làm. Đấy, tức là xem là cái đồng chí này có dạy được mình hay không. Thế sau em học cái lớp miễn phí về, thế sau khi em học xong thì bắt đầu là em vẫn còn có một cái sự suy xét, suy nghĩ rất là kỹ, không biết là thầy dạy kiến thức này áp dụng được hay không. Thì hôm đó em nhớ rất rõ là thầy dạy một kiến thức là đầu tư bất động sản để chọn vị trí. Thế sau đó thì cùng với ông chú làm về hàng gia dụng, thế mới sang cầu Vĩnh Tuy múc ngay một quả đất. Lúc đó thì đi tìm rất nhiều rồi, nhưng mà hồi đó thì không biết. Thế sau nhớ được cái câu thầy nói của thầy là vị trí, thế chọn một quả ba mặt tiền. Hồi đó thì mua đâu đó có gần 4 tỷ thôi, thì hai chú cháu mỗi người 2 tỷ, thì đó gần như là toàn bộ cái tài sản mình rồi. Em mình rồi mình đánh quả đấy. Thế quả đấy thì sau khoảng độ tầm 2 năm thì nó thắng được khoảng độ đâu đó là bán được 7 tỷ rưỡi. Đấy, cũng thắng được 3 tỷ rưỡi sau hơn 2 năm. Đấy, thì sau hơn 2 năm đó thì bắt đầu mới tin tưởng nhiều hơn ấy. Nó bắt đầu là có kết quả rồi. 2015-16 thì bắt đầu đăng ký lớp học combo của thầy. Đấy, chắc thầy vẫn nhớ đúng không ạ? Em bao giờ cũng thế, em phải trải nghiệm trước đã. Em phải trải nghiệm xem là cái này có đúng hay không, mà nó có ok hay không, nó dùng được hay không. Đấy, bởi vì em thì em thích cái sự thực chiến hơn. Chứ lý thuyết sách vở là hay, nhưng mà cái thực tế mới là quan trọng. Thế mà cái mà mình cảm thấy được nhiều nhất ấy, không phải là cái câu chuyện là mình kiếm được 3 tỷ rưỡi từ cái thương vụ đầu tiên, mà đó chính là mình mở rộng một cái tư duy. Cái tư duy thì sau khi đi học thầy thì có một cái tư duy rất hay về doanh nghiệp, thì mình rất là may mắn là mình được trải qua cả hai cái thứ. Trải qua được hai cái thứ đó chính là áp dụng kiến thức của thầy vào đầu tư bất động sản và áp dụng kiến thức của thầy vào đầu tư doanh nghiệp. Đấy, thì mình sẽ chia sẻ một chút về doanh nghiệp và bất động sản cho anh em nghe. Đấy, thì đầu tiên thì về cái vấn đề doanh nghiệp ấy, thời điểm đó thì mình làm hàng gia dụng, thì có một câu nói rất là hay của thầy là nếu mà muốn kiếm nhiều tiền ấy thì ông phải có hai bài toán. Một, ông phải giải bài toán về giá trị, hai là giải bài toán quy mô. Thế mình quay về mình thấy doanh nghiệp của mình là bán cái hàng gia dụng, bán hội thảo ấy, thì bây giờ bài toán giá trị không giải được rồi, thì bắt buộc phải giải bài toán quy mô. Thế lập tức là lúc đó mới có 3 đội bán hàng thôi, nhưng mà bằng mọi cách là phải nâng lên 4 đội, 5 đội, 6 đội, 7 đội và 8 đội, đến thời điểm kinh khủng nhất là 200 nhân viên. Đấy, mà chỉ bán hàng gia dụng thôi. Đấy, và hồi đó thì một tháng kiếm thì cách đây khoảng độ tầm 75 thì kiếm được độ 500-700 triệu một tháng thì cũng là ok, đúng rồi. Và các bạn, đấy thì nó bắt đầu vậy. Thế là bài toán mở rộng quy mô là bằng mọi cách, đấy phải mở rộng quy mô thật nhanh, đấy phải chiếm thị trường thật nhanh. Đấy, sau đó thì trường bão hòa rồi thì bắt đầu lại ngồi nghĩ và bây giờ xem là cái gì dùng nữa bây giờ nhỉ. Thì có một cái nữa rất là hay, đó là cái mô hình mà copy. Thế thì thầy cũng có chia sẻ rằng là biết có những cái mô hình mà chúng ta chẳng phải thông minh đâu, mình cứ copy của những cái ông nào mà nước ngoài thành công rồi thế mình làm. Thế ngày trước ấy thì mình copy được cái mô hình của Trung Quốc để bán cái hàng hội thảo Việt Nam, thì tại sao bây giờ mình không copy cái mô hình của Việt Nam mình bán sang Thái Lan? Thế một câu hỏi nó lại ra trong đầu mình, thế là bê nguyên cái mô hình bán hàng hội thảo sang Thái Lan và đến bây giờ vẫn vận hành, một tháng bây giờ vẫn kiếm được vài trăm triệu. Đấy, tức là vẫn là cái mô hình như vậy. Đấy, nhưng mà có cách mình vận dụng như vậy, tất cả mọi thứ mình bê sang hết, mình chẳng phải sáng tạo gì mới hơn cả.
Đôi khi là chẳng cần phải cứ gọi là cao siêu, cứ dùng một chiêu mà dùng đi dùng lại, mà dùng gọi là thành thục rồi thì nó vẫn rất là hiệu quả. Và đến tận bây giờ thì vẫn hiệu quả. Mà nhưng mà cạnh đó thì có một cái này, khi mà làm ở Thái Lan thì chuẩn bị ở Việt Nam để làm cái hàng mỹ phẩm này, sắp sửa mình chia sẻ và chấm mỹ phẩm này, thì mình lại ngộ ra bài toán chia của thầy. Chính trong quyển sách mà quyển mà thầy viết về 5 bí quyết trở thành đa 5 bước trở thành đa triệu phú ấy, thì có một cái phần liên quan bài toán chia. Thì mình trước khi về thì ngày xưa thì nói thẳng là anh em nghe là đang kiếm tiền mà bây giờ tiến chia cho ông khác mấy trăm triệu thì ông tiếp chứ, đúng không? Nhưng nếu mình không chia thì người ta sẽ không hết mình, người ta sẽ không chiến đấu cùng mình, đúng không? Vậy thì muốn chia thì đầu tiên phải chọn được người đấy, thì lại dựa vào cái tiêu chuẩn của thầy là đạo đức, nghị lực, trí tuệ đấy, xem là mấy thằng cu nó đi theo mình, thằng nào nó đủ ba yếu tố đó, lựa chọn nó cho thử thách, ngay sau đó thì chia, và chia cho nó gần như bằng mình luôn, 40-60. Bây giờ cu em đó thì nó hoạt động độc lập, mà nó gần như nó không cần mình phải cố vấn quá nhiều, nếu như có cái gì cần nó sẽ hỏi thôi. Đấy, bài toán chia thì vận dụng tốt thì anh em sẽ có được rất nhiều cái thời gian để mình có thể triển khai cái dự án khác. Và sau khi mình chia xong cái bài toán chia đó thì mình quay Việt Nam, mình bắt đầu khởi động cái hạng mục hàng mỹ phẩm ấy. Đấy, thì hiện tại thì vừa rồi thầy chia sẻ thì có một chút về sau này con số. Em mình phải vào đến chính ngay, thì bảo 15.000. Mình bảo em ơi, thầy ơi, em 200.000 thôi, phải 15.000 đâu. Chia sẻ một chút thành quả đó. Tức là cái thời điểm mà như mình nói 2014 ấy, đôi đó thì có khoảng độ tầm 2 tỷ để dồn vào đất đấy. Đến 2020 vận dụng cái bài toán về kinh doanh của thầy này, mở rộng quy mô, thì đến năm 2017 ấy, tức là năm mình 29 tuổi, thì mình kiếm được 1 triệu đô la đầu tiên. Và đến bây giờ thì con số nó cũng gọi chia sẻ một chút cả nhà nó ít căm bần rồi. Thì vấn đề ở đây là không cái tài sản ấy, thì tất nhiên là kiếm tiền ai cũng vui rồi, nhưng mà có một cái điều này muốn gửi gắm với các bạn, đằng sau cái câu chuyện là cái số tiền nó ít 5 lần ấy, thì tức là gì ạ? Nếu như bạn giỏi ấy, thì bạn phải chuyển hóa được cái kiến thức, cái kỹ năng và khả năng của bạn thành tiền mặt. Tức là cái tiền thì nó không phản ánh được cái sự tự hào của bạn, mà nó phản ánh được rằng bạn đã chuyển hóa lên cái thứ bạn có trong đầu trở thành tài sản thực tế. Vậy nếu như bây giờ bạn vẫn chưa có tiền ấy, bạn vẫn nghèo, bạn đang vật lộn ấy, thì tức là bạn vẫn chưa chuyển hóa được. Hoặc là bạn có chưa có cách chuyển hóa, thì bạn phải tìm một người thầy, hoặc là bạn biết cách hệ thống lại thứ đó để chuyển hóa thành những cái thứ mà bạn có thể ra tài sản. Và nếu như mà bạn mà không làm được điều đó thì giống như ông Nếu có gì ông nói à, tức là cái trí của ông mà không chuyển thành kinh tế được, chuyển tiền được, thì chỉ là trí nhớ. Câu chuyện tiếp theo là em chia sẻ đấy về doanh nghiệp, thì mà đến bây giờ đấy thì vẫn tiếp tục mở rộng quy mô. Đấy, tiếp tục mở rộng quy mô, vẫn là bài toán như vậy. Và rất hay là cái mô hình mỹ phẩm này còn có thể giải bài toán giá trị nữa. Thỉnh thoảng mình sẽ đưa các sản phẩm mà giá trị lên để mình đưa vào hệ thống của mình để mình có thể gia tăng lợi nhuận. Đấy. Thế thì đấy là một cái phần về doanh nghiệp. Thì thực ra phần doanh nghiệp thì em chia sẻ thêm một chút nữa là một cái phần bài học rất là hay của thầy, tức là người ta sẽ có hai mục tiêu. Có hai mục tiêu là mục tiêu tài chính và mục tiêu tinh thần. Tức là khi ông đói thì ông kiếm tiền đó, đúng không ạ? Thế bây giờ nếu mà ông đói mà ông cứ nói chuyện cao siêu thì người ta cũng khó nghe. Bây giờ ông đang phải đặt mục tiêu kiếm tiền. Thì vừa rồi cái chị ở phía trước chị chia sẻ, tức là rất là đúng, tức là chúng ta phải đặt cái mục tiêu rõ ràng cho chúng ta. Vào thời điểm này chúng ta cần cái gì, mong muốn cái gì, đúng không ạ? Bây giờ mình xác định nếu mình chưa có tiền thì mình đặt có tiền đi, để mình làm giàu bản thân mình đi, đúng không ạ? Sau đó mình giúp đỡ những người xung quanh của mình. Đấy, và khi mà mình đạt được cái mục tiêu tài chính rồi ấy, thì mình nên hướng mục tiêu tinh thần. Tức là mình làm sao có thể giúp được nhiều người hơn nữa, họ cũng có được cuộc sống tốt, họ cũng thành công và bản thân mình cảm thấy thanh thản. Đấy, mà cảm thấy thoải mái, đi ngủ cảm thấy dễ chịu. Thì khi mà đạt được hai mục tiêu đó thì mình mới thật sự là mình cảm thấy là cuộc sống nó dễ chịu và nó viên mãn, đúng không ạ? Và tất nhiên mà tìm được người như vậy thì muốn làm như vậy thì chúng ta phải có một hình mẫu lý tưởng, tìm một cái người mà có thể chỉ cho chúng ta những cái chỗ mà chúng ta cần phải bổ sung, những chỗ chúng ta cần hoàn thiện, những chỗ chúng ta cần phải nâng cao để làm sao mà chúng ta có thể hoàn thiện được hai mục tiêu của mình, đó là mục tiêu tài chính và mục tiêu tinh thần. Đấy. Mà em chia sẻ lúc cái phần cuối, cứ khi nào mà muốn được chia sẻ thì rất là muốn, bởi vì là thật sự là rất là biết ơn thầy. Bởi vì nếu như mà không có những cái định hướng của thầy ấy, thì mình cũng rất là khó để mà mình có thể tăng tốc được nhanh như vậy để đạt được con đường mà đạt được cái mục tiêu của mình. Đấy. Thế về vấn đề đầu tư ấy, thì em rất là tâm đắc, đó chính là cái phần mà đầu tư Vendo. Đầu tư Vendo ấy. Thế thì câu chuyện nó rất đơn giản. Nhiều người thì cứ phi ở phố để mua thôi, đúng không ạ? Bây giờ đất trong phố, nhà phố nó là ngọc nữ kinh thành, nó đẹp lắm rồi,
thì nó phải cao, đúng không ạ? Năm sau tăng nữa, mà nó tăng nó không thể nào đột biến được. Đấy, như vậy là mình chọn những cái vùng nó hơi xa một chút thì để mà mình đầu tư thì nó sẽ hiệu quả hơn. Nhưng mà chọn những vùng hơi xa thì đâu phải là ông cứ xuống ông xúc bừa là ông thắng đâu, đúng không ạ? Thì ông phải có kiến thức, ông hiểu là cách lựa chọn như nào, đúng không ạ? Chọn cái khu vực như nào. Tất nhiên những cái gì mà thầy chia sẻ trong hai ngày vừa rồi thì em cũng đã nghe và thấy rằng là nó rất là hữu ích và ứng dụng thực tế. Nhưng nếu anh em mà muốn đầu tư chắc tay hơn ấy, thì chắc chắn là phải học cái lớp chuyên sâu, bởi vì ở đó thì chúng ta sẽ hiểu cái cách lựa chọn như nào mà nó là ok, nó tốt được. Đấy, em học xong thì của thầy cái lớp chuyên sâu xong rồi cũng đi thị trường, mặt mũi cũng cháy lắng này, cũng học nhiều cái lắm. Có những cái thủ thuật mà ở đây không thầy không dạy, tức là ví dụ như là tức là chuẩn bị cọc trước để mà xuống tiền ốp ngay, thì trong lớp thầy đâu có dạy cái đó đâu, thậm chí là phải mạo hiểm một chút thầy đâu dạy đâu, đúng không? Và những lớp chuyên sâu mình sẽ được học. Thực ra thì cái đó cũng là cái tốt, bởi vì là những cái thứ giá trị thì bao giờ cũng phải trao những người nào biết trân trọng, đúng không ạ? Đấy thì cái điều em chia sẻ thêm một chút nữa. Đầu tư Vendo thì chia sẻ câu chuyện thành công, đó là năm 2018 thì thầy cũng có nói một câu thôi, một câu nói trị giá vài chục tỷ. Nói như vậy thầy ở Láng Hòa Lạc, ok, thế là em xuống Láng Hòa Lạc, thế là vác tiền đi xuống đấy chiến đấu thì xúc được ở đó thì cũng được chục tỷ ở đấy. Thì bây giờ tất cả những cái chỗ mình đầu tư ấy, mình đã biết đầu tư phục nào rồi nhưng này phải biết chọn vị trí nào nữa. Đấy, thế thì đầu tư thì bây giờ thì nó đều là những cái lô bình thường thì x2.5, những cái lô mà tốt thì x4, x5. Đấy, đó là ví dụ thực tế luôn. Đấy, và đến bây giờ thì vẫn đang chiêm nghiệm mà vẫn cảm thấy rất là tuyệt vời, rất là ok. Đấy, và nói chuyện với thầy thì hôm trước thì thầy cũng bảo là lên định hướng ở mức độ cao hơn. Nên là đến bây giờ thì em lại có một cái suy nghĩ khác là em phải có một cái tư duy dài hạn hơn nữa. Là đầu tư sẽ phải là ít nhiều lần nhưng mà phải chờ đợi lâu hơn một chút, kiên nhẫn nhiều hơn một chút. Đến bây giờ đấy thì chuẩn bị cũng đôi chục tỷ rồi, cũng đang ngồi để phải gọi là tiếp tục học tập này, học tập của thầy này, học tập được các bạn này. Đấy, sau đó sẽ chuẩn bị kỹ cho mình về kiến thức, về kỹ năng, tiếp tục đến bây giờ phải học, và đến khi mình ra tay thì mình phải ra tay những quả như vậy thì nó xứng đáng. Thực ra ngày hôm nay thì tất nhiên là mỗi một người xuất phát điểm sẽ khác nhau. Đấy, khi các bạn nghe đến nhiều chục tỷ các bạn sẽ cảm thấy sợ. Thực ra thì ban đầu thì mình cũng như các bạn thôi mà, cũng đâu có nhiều đâu, cũng có 1-2 tỷ thôi, cũng vừa học tập, vừa trải nghiệm, vừa chiến đấu, vừa thực hành thì nó ngày hôm nay. Nhưng cái mà mình thấy hiệu quả nhất ấy, trong các ba loại hình là đầu tư vào doanh nghiệp, để đầu tư vào đất đai ấy, thì cái đầu tư lãi nhất ấy, nó không phải hai thứ đó bạn, nó đầu tư cái đầu của mình ấy. Đấy, cái đầu của mình ấy, khi mà nó mà đã đủ tư duy, đủ kiến thức, đấy đấy, và các quan hệ của mình nó đã đủ rồi, đủ lời chín muồi rồi, thì khi đấy các bạn khởi nghĩa thì thành công nó cao lắm. Còn nếu mà chưa đủ ấy thì vẫn phải học tập tiếp, không thì nó lại tắm máu thì rất là thiệt thòi và mất rất nhiều năm chiến đấu của mình. Vâng. Thế thì đến giờ phút này thì em vẫn tiếp tục nghe, quan sát, thậm chí em học hết combo rồi. Thỉnh thoảng lớp thầy em vẫn dặn trợ lý là bao giờ mà có cậu Bảo, cậu Quyết thì phải, thầy có lớp mày này bảo anh lại phải đi học tiếp, anh lại phải đi, vì là cứ đi học, mỗi lần đi học anh lại học một cái mới, anh lại về, anh chỉ cần một hai ý thôi, giống như thầy nói ấy, đi học như siêu thị ấy, các bạn không thể bê cả siêu thị về nhà để các bạn nấu nướng được, các bạn chỉ cần nhặt một vài món mà nó ok thôi, nó nấu được thành đồ ăn của bạn là ok. Điều khi em đi học cả buổi em chỉ nghe được vài ý, em về em ghi, em chiến đấu rất là ok, lại có hiệu quả, lại ra tiền đấy. Đấy, xong rồi lại đi học, lại ra tiền. Đấy. Cho nên là một cái lời chia sẻ gọi là cuối cùng anh chị em đây là đầu tiên là rất tuyệt vời. Tất cả anh chị em chúng ta, trong khi người khác cả buổi chiều nay họ có thể đi du lịch, đi chơi, đi trải nghiệm, thì chúng ta ngồi đây để học tập, để bồi dưỡng bản thân. Thế thì trong tương lai những cái người nào mà có kiến thức, có kỹ năng, có trải nghiệm ấy, nói chung là sẽ thống trị cái thế giới này. Nói vậy thì nó có vẻ hơi to tát một chút, nhưng thực tế là những người đó sẽ tiếp tục phát triển. Đấy, là các bạn là những người như vậy, và rất là mong là sẽ có dịp mà các bạn học lớp chuyên sâu thì chúng ta sẽ ngồi với nhau, biết đâu là mình sẽ học hỏi những kinh nghiệm của các bạn, đúng không? Rồi, rất là cảm ơn cái phần chia sẻ. Ok, bao nhiêu bạn thấy cái phần chia sẻ vừa nãy của bạn thành công rất tuyệt vời, công ty của bạn là IMB Việt Nam, Rick và Beauty ấy. Đấy. Rồi, 25.000 đại lý về mỹ phẩm và rất là yêu thích về bất động sản. Nhưng mà bạn ấy khoe với tôi là
đợt vừa rồi bạn ấy cũng học combo, học lại cái phần chuyên đề về marketing. Thì hôm đấy tôi cũng hướng dẫn và bạn ấy về bạn áp dụng ngay, thấy triển khai quyết liệt lắm. Marketing online digital. Nhưng tôi nghĩ là nhiều anh em thì đến Nick thì lúc đầu chỉ học bất động sản đấy, nhưng về sau lại học được cả doanh nghiệp. Đồng ý không ạ? Nhiều anh chị em ạ. Để chúng ta học, chúng ta có thể áp dụng được nhiều thứ, chứ không phải chỉ mỗi bất động sản đâu. Rồi, thế nên mình đi tiếp. Vừa nãy chúng ta xong cái phần tại sao dự án, ưu nhược điểm của dự án rồi đúng không ạ? Như vậy chúng ta xong cái phần 5 công cụ. Rồi, 5 công cụ. Tôi rất thích cuốn sách này, khuyến khích nhiều anh em đọc. Nghĩ lớn để thành công. Đấy, nhiều anh em nên mua cuốn này của Donald Trump đọc. Đấy. Bất kể bạn đang thành công nào, bạn có thể thành công hơn hiện tại gấp 10 lần hoặc là gấp 100 lần. Đấy. Và rất là nhiều người họ gọi là đạt được nhiều thành quả lớn hơn bạn, không phải vì họ thông minh hơn bạn, mà vì họ suy nghĩ lớn lao hơn bạn. Nhiều bạn đã đọc cuốn sách này rồi thì có thể đọc lại. Đồng ý không ạ? Bao nhiêu bạn đồng ý là nhiều người người ta thành công hơn, đôi khi không phải vì người ta giỏi hơn, mà bởi vì người ta suy nghĩ lớn lao hơn mình. Đấy. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này ạ? Rồi. Thì thôi thì người ta nghĩ giống như câu chuyện mà cứ nói là nghĩ đến các vì sao thì có thể đạt đến các tầng mây. Đấy. Thế thì ở đây tôi chia sẻ với bạn là nhiều anh em là bạn đừng hài lòng với hiện tại. Đấy. Ví dụ một số anh em mình đã là một số bạn bảo là em chắc chỉ 10 triệu một tháng thôi, hoặc là 50 triệu một tháng thôi, hay là 100 triệu một tháng thôi, hay là 200 triệu một tháng thôi, hay là 2 tỷ đồng một tháng thôi. Không phải như vậy. Bạn có thể thành công hơn thế rất nhiều. Đấy. Bất kể bạn đang thành công ở cấp độ nào. Rồi. Rồi, thì khuyến khích anh em mua cuốn này đọc. Đấy. Và xuyên suốt 3 ngày. Đấy. Thì tôi đều nhấn mạnh cái thông điệp là tên cuộc chơi là thay đổi. Đấy. Và tại sao bạn vào những cái môi trường mới, bạn sẽ gặp được nhiều người giỏi hơn mình. Và bạn bắt đầu mới thấy là không ổn rồi. Phải tăng tốc lên, phải nhanh hơn nữa. Đồng ý không ạ? Bao nhiêu bạn đồng ý là bạn có thể là bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Khi thấy là có người thì giỏi, có người thì thành công. Và mình thì mình chơi thân với họ mà mình thấy họ cũng bình thường, mình cũng có thể làm được như vậy. Và bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Đặc biệt là những bạn mà có khát vọng ấy, đặc biệt là những bạn mà gọi là đang có những cái ước mong khao khát. Và thế thì tôi muốn chia sẻ bạn một cái câu chuyện nữa. Bao nhiêu bạn muốn nghe một câu chuyện nữa? Một cái trường hợp này, đây là một anh là chủ đầu tư rồi, anh ấy chuyên làm những cái dự án là chợ. Thế nhưng mà khi mà anh ấy đi học đích, anh ấy có một cái bệnh viện, anh ấy có một cái phòng khám đa khoa, anh ấy là chủ đầu tư của một cái chợ, nhưng anh vẫn đi học đích. Thế vì vào trong lớp học anh bảo là quá tuyệt vời, tôi lại xây được một cái đội nhóm. Đấy, và thêm được những người gọi là rất là hợp tác với anh em, rất là ăn ý. Thế thì thông thường là mọi người, và anh nói là tôi cũng nghiên cứu rất là kỹ rồi, mà sau đó tôi mới quyết định học ở Nick. Thế thì bao nhiêu bạn là muốn nghe một cái chia sẻ từ một người vừa có là bệnh viện này, vừa có là chợ này, vừa có một phòng khám này. Rồi, ok, thế thì nhớ hỗ trợ và chia sẻ một câu chuyện tuyệt vời về một chủ đầu tư. Rồi. Trước đó học thầy năm 2020, tức là khoảng một năm trước đây, thì sau khi học thầy thì cũng áp dụng được khá nhiều cái hiệu quả. Thứ nhất là thành lập cái đội nhóm có 4 anh em, cái quy tắc của đội nhóm ấy thì cũng là học từ thầy. Có mấy anh em thì có vừa bạn Thông, bạn chuyên về văn phòng cho thuê đấy, thì cũng đầu tư khá hiệu quả. Ví dụ như đầu tư trên những cái đất ở trên Việt Trì chẳng hạn, thì cũng theo cái kiểu gọi là cũng áp dụng của thầy, tức là cũng đến đàm phán xong rồi đặt cọc. Đặt cọc thì sau một thời gian đàm phán thì nó cũng tăng giá gấp đôi, khoảng 3-4 tháng nó tăng gấp đôi rồi. Chia sẻ với đội nhóm ấy, thì đội nhóm ấy của Quang thì có 4 người, 4 anh em trong link. Và đặc biệt là cái đội nhóm, cái điều quan trọng nhất của đội nhóm ấy mà thầy chỉ cho ấy, đấy là phải rất là chặt chẽ về mặt pháp lý với nhau. Mặc dù là tìm người là chuẩn rồi, nhưng pháp lý phải chặt chẽ. Thứ hai là phân biệt rõ ràng, và cái người mà quan trọng nhất, ví dụ như cái người đứng đầu của nhóm ấy, thì phải là 24/24. Cái đấy là Quang thấy áp dụng rất là chuẩn. Đấy là cái kinh nghiệm của đội nhóm. Thì
Và cái cách Quang làm thì cũng là, vì là thực ra Quang thì đầu tư về, thầy nói là đơn vị bệnh viện, và bây giờ đầu tư cả cái dự án 1/500, ví dụ như là chợ, và bây giờ cũng đầu tư một cái dự án là khoảng 100 hectare về nghỉ dưỡng và khu đô thị chuyên về có cái suối nước nóng ở đấy. Thế thì vì sao phải nói chuyện thế? Vì đấy là dự án lớn. Thì từ cái đội nhóm nhỏ thì bắt đầu mình mới quen nhau rồi, chơi với nhau rồi, tức là làm nhỏ nhỏ đã 500 triệu đến khoảng 2-3 tỷ, 5-7 tỷ, bây giờ đến đội nhóm cũng đã làm với nhau đến khoảng đầu tư khoảng hơn chục tỷ rồi, đến khoảng tầm 20 tỷ rồi, thì bắt đầu mới chuyển sang những dự án lớn như thế. Tức là cách của mình làm như vậy, thì bây giờ những cái dự án kia nó rơi vào khoảng 200-300 tỷ đến 100 tỷ, thì mình phải làm từ cái nhỏ, mình làm mới lên cái lớn. Đấy là cũng phải học cách của thầy, tức là tìm làm người nó phù hợp từng giai đoạn và chặt chẽ với nhau về từ cái chọn người đến những quy định của nhóm. Đấy là đội nhóm. Thứ hai là cái đoạn mà đặt cọc bán tranh ấy, thì chắc có một cái câu hỏi xin phép hỏi thầy là cái đoạn mà cái cuối cùng mà hỏi đặt tiền và sau đó để cho chủ nhà khóa cọc ấy, thì tính xin phép thầy thì chỉ thêm, hoặc là có áp dụng cái phần trong 10 cái phần của thầy, thì vừa rồi Quang áp dụng cái phần là đặt cọc, sau giờ đấy thì không phải đặt mà mua rồi, sau đấy bán, chủ nhà bán ấy, thì cũng kết hợp với phần đóng công chứng, thì cũng để cho hai người ta không có gặp nhau, bởi vì là một người tầng trên, một người tầng dưới, thì cố gắng anh chứng ấy thì phải là văn phòng rộng rãi mà có phòng riêng, người ngồi trên, ngồi dưới, thì ví dụ cái đội của mình thì một người sẽ kèm vợ chồng một nhà, trong một người thì kèm vợ chồng nhà mua, chồng nhà bán, và mình cũng nói thẳng với người ta luôn từ đầu, kinh nghiệm nói thẳng là đây là em mua và bây giờ em có nhu cầu em bán, thì vì vậy là em cũng mời anh chị đến, thì đến đón người ta xong rồi kèm người ta đàng hoàng cả và biếu người ta 5 triệu 10 triệu gì đấy, thì mình cũng lãi một cái thương vụ như thế, cũng lãi được ví dụ như vài trăm triệu, thì mình cũng biết gì cả, vì thế rõ ràng nên là đúng. Thỉnh thoảng thể thao áp dụng bài của thầy rất hay, rất là những người phòng riêng, cái này có nhiều văn phòng chứng rất hay, người ta có những cái phòng riêng để giao dịch, thì công chứng mà cứ chạy lên chạy xuống từ tầng 1 chạy lên tầng 2 đấy, thì mình đỡ để người ta đỡ chạy đỡ lên người bán và người mua đỡ chạy khắp mọi nơi, thì người bán mình sẽ cử một người ngồi cùng, quân của mình ngồi cùng, người mua thì mình cũng cử người cùng, và cái bài công chứng sẽ chạy lại để làm nào hai bên cũng gặp nhau và cũng nói thẳng thắn với nhau là cái việc này là mua dự án như thế, thế nên tâm ra là và cũng bồi dưỡng những người ta đến đón người ta tận nhà luôn, cũng là rất chu đáo và người ta rất vui vẻ. Dự án Trái Đất Ta thì là làm về suối nước nóng, thì xây dựng một khu đô thị bao gồm cả bệnh viện, phòng khám các thứ trong đấy nữa, và riêng lão thì cái dự án đấy thì chắc là giới thiệu qua thế, thì sau này cũng thể thì xin phép cái đợt mà học của thầy ấy, năm ngoái của thầy mà học offline thì học đấy rất là hiệu quả, ra online này cũng là rất là tốt, nhưng mà có cơ hội offline là rất hiệu quả, thì học xong thì bốn anh em cũng giao lưu với nhau, thì Quang bảo là thôi lập ra một cái đội xong đi đầu tư, vì thực ra trước là Quang còn đầu tư về bệnh viện phòng khám, hiện tại bây giờ đang có bệnh viện phòng khám Hà Nội, với cả cũng đầu tư chợ từ trước khi học thầy rồi, nhưng mà khi học thầy xong cái thì Quang bảo là thôi đi làm mấy cái mua đất ở một vài dự án nhỏ nhỏ kiểu gọi là thể thao đấy, thì ví dụ như Hòa Lạc rồi Việt Trì, thế thì mua đấy để gọi là thử test nhau đã xem là hợp nhau chưa, thế thì khi mà cái câu chuyện là nó duyên gặp là gặp nhau ở cái lớp học của thầy, tất cả là ngày bốn anh em đấy thì được cái có duyên là bốn anh em làm, thì càng làm càng thấy hợp nhau mà đánh khoảng 4-5 quả rồi đấy, quả nào thắng, quả nào cũng ít đôi cả, ít đôi ít rưỡi, và ít đôi ít có cái ít ba đấy, thì bảo có vẻ là ổn, thì bắt đầu mới chuyển ra cái dự án lớn hơn, cái dự án của Quang đang làm là dự án chợ đấy. Vâng, ok ạ, rồi rất tuyệt vời. Cảm ơn chia sẻ anh Quang. Rồi, bao nhiêu bạn thấy cái phần chia sẻ vừa rồi rất tuyệt vời, comment vào chat nào.
Rồi. Ok ạ. Đấy, anh em tôi chia sẻ bạn bạn học được một số này học đấy qua cái phần chia sẻ vừa rồi. À, ví dụ như là một kỹ thuật đặt cọc bán tranh. Đấy. Hay là tôi ví dụ như là làm những cái nguyên tắc để đội nhóm để vào tìm gặp nhau đội nhóm. Đấy. Rồi là làm thử với nhau từ cái bé đến cái to. Đấy. Hay là ví dụ như là gọi là mua bán và mua bán tài sản đất xong sang làm dự án. À, ok ạ. Thì tôi nghĩ là cái chia sẻ vừa rồi rất là hữu ích. Thì tôi muốn các bạn là thấy là rất nhiều anh em thì có những anh em thì không chỉ có phần chiến thuật mà có phần tư duy, phần kỹ năng, phần công cụ. À. Ok ạ. Rồi. Thế bây giờ chúng ta sang phần học cuối cùng của ngày hôm nay. À, bao nhiêu bạn muốn học cái học phần cuối cùng của ngày hôm nay? À, tôi vẫn rất thích câu này, học trò sẵn sàng, thầy giáo xuất hiện. Đấy. Nhiều bạn bảo đúng thời điểm, đây đúng là thời điểm của bạn. Và đúng cái điều mà em đang đi tìm kiếm mấy năm nay. Tôi không biết nữa, nhưng mà đôi khi thì quan trọng là bạn đã sẵn sàng hay chưa. Đấy. Đồng ý không ạ? Rồi. Thế là tôi sẽ vào một cái chủ đề rất là hay có tên là chiến lược đột phá năm 2021. Ở đây bao nhiêu bạn muốn đột phá trong năm 2021 nào? Rồi. Tôi chia sẻ với bạn, đây là một cái dịch Covid này có thể là một thời cơ vô cùng tuyệt vời và không có lần thứ hai. Không có cơ hội thứ hai, 100 năm nó mới có một lần. Và tỷ phú thường xuất hiện ở trong khủng hoảng. Và chiến thắng thường nằm ở khúc cua. Đấy. Đây là thời gian mà rất nhiều anh em cần phải hết sức tỉnh táo bởi vì có thể cơ hội nó sẽ xuất hiện ở cái thời điểm này. Rất nhiều cơ hội tuyệt vời. Thì ạ. Đấy là cái thông điệp mà tôi muốn chia sẻ cho bạn. Rồi. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này comment vào chat ạ. Bao nhiêu bạn đồng ý là dịch Covid có thể sẽ không xuất hiện lần thứ hai mà đây có thể là một thời cơ vô cùng tuyệt vời của bạn luôn ạ. Rồi. Những bạn có sự chuẩn bị. Đấy. Những bạn đã có sự chuẩn bị. Đấy. Về mặt gọi là ý tưởng, về mặt tư duy, về mặt lực lượng, đấy, về mặt con người, về mặt tài chính thì đây có thể là một thời cơ vô cùng tuyệt vời. Thế thì chủ đề ở đây mà tôi muốn chia sẻ với bạn đó là cái chiến lược đột phá năm 2021. Rồi. À, cái câu chuyện quay trở lại là cái câu chuyện tôi đi mua nhà. Rồi. À, cái ngôi nhà 1.4 tỷ và nếu mình có nhớ câu chuyện cái nhà này không ạ? Và tôi chỉ có 100 triệu thôi mà tôi mạnh dạn đi mua cái nhà. Ở đây bao nhiêu bạn muốn là học cái bài học nắm nào có 100 triệu mua cái nhà 1.4 tỷ đây một cái tài sản khi tôi khởi nghiệp đấy ạ. Rồi. Thì tôi xin chia sẻ với bạn là như này, thời điểm đó thì tôi cũng có một ít tiền. Đấy. Nó là cái số tiền này này, 100 triệu này. Nhưng mà tôi tư duy là như này. Chờ có tiền lâu lắm. Và chờ có đủ tiền rất lâu. Bao nhiêu bạn đồng ý? Chờ có đủ tiền rất lâu. Rồi. Mà đây là cái câu chuyện mà tôi đã chia sẻ với rất nhiều anh chị em rồi. Và thậm chí họ nghe lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba và họ vẫn thấy đây là một câu chuyện vô cùng tuyệt vời. Đấy. Mà họ cứ nghe đi nghe lại cái câu chuyện này. Rất là lâu mới có đủ tiền. Bạn đồng ý không ạ? Và khi mình không có đủ tiền thì mình vẫn phải đi xem cơ hội. Đấy. Đi xem cơ hội rồi mình nghĩ cách xoay sở. Đấy. Thì mình mới có tiền được. Bao nhiêu bạn đồng ý không đủ tiền vẫn phải đi xem cơ hội, comment vào chat ạ. Rồi. Không đủ tiền vẫn đi xem rồi chúng ta sẽ nghĩ cách xoay sở nó. Chính vì là có cái tư duy đấy nên là khi mà tôi còn ít tiền, ít vốn thì tôi cũng cứ mạnh dạn tôi đi xem nhà, xem đất. Rồi. Thế tôi mới đi xem. Đi xem thì tôi đi xem được hơn chục căn nhà. Thì phát hiện ra một căn nhà. Nó không phải căn này. Cái căn nhà đấy thì theo tôi định giá, tôi ước tính có khoảng 2 tỷ 3. Nhưng mà chủ nhà bán có 1 tỷ 8. Rẻ 500 triệu. Thì
hôm đấy tôi vẫn nhớ vào xem vào buổi chiều, và cái chị chủ nhà thì bảo em ơi xem nhanh 5 phút, đúng 5 phút xong chị đi luôn. Thì tôi nên vào trong nhà tôi xem, tôi đi lên trên các tầng tôi xem rồi đi xuống rồi đi ra ngoài. Thì chị bảo là ừ xem xong rồi thế ý thế nào, thì tôi bảo là làm thế để em suy nghĩ xong rồi tôi đi về. Thì chị bảo ok thì cứ suy nghĩ thôi, thì có gì alo. Thế xong tôi về, ba ngày sau tôi gọi lại chủ nhà, chị ơi chị còn bán cái nhà hay không. Thì chị bảo ơi chị bán rồi, hôm trước chị bán, chị để chị biết là rẻ nhưng mà chị vẫn phải bán vì nhà chị có việc vẫn phải bán thôi. Và tôi cảm thấy rất là tiếc bởi vì đi xem bao nhiêu cái nhà mệt ơi mệt, tụt cả huyết áp, mà thấy một cơ hội mình lại không quyết đoán, và tôi cảm thấy rất là tiếc. Sau đó thì mình về nhà mình chán suy sụp nằm ở nhà mất tuần. Ở đây bao nhiêu bạn, khi bạn không đạt được cái điều gì đó và bạn cảm thấy suy sụp thất vọng về bản thân, thất vọng và buồn rồi, bạn nào mà cũng như vậy ạ, mà ok ạ, buồn chán thất vọng đấy, và tự trách mình ngon như thế mà mình lại không mua, đến bao giờ mới có thể tìm được cái căn nhà như vậy, thì tôi cảm thấy rất là tiếc. Thế nhưng mà coi như là mình đang nằm ở trong hố, mình nằm ở trong hố khoảng một tuần. Và sau đó thì tôi mới có một cái luồng suy nghĩ là như này. Đằng nào cũng chỉ có hai sự lựa chọn. Một là đi tiếp và hai là bỏ cuộc. Trong mọi việc mình chỉ luôn có hai sự lựa chọn, không bao giờ có sự lựa chọn là đứng yên. Một là đi tiếp và hai là bỏ cuộc. Đơn giản vậy thôi. Thế mà bỏ cuộc ấy, thì sẽ không thành công. Đấy. Người thành công thì không bao giờ bỏ cuộc. Người bỏ cuộc thì không bao giờ thành công. Bạn nào đồng ý điều này? Vâng. Rồi, thế thì tôi chia sẻ với bạn là thôi, mặc dù cũng rất là chán, rất là mệt, nhưng mà đứng dậy, thôi đi tiếp. Và thế thì lại đi xem nhà tiếp, mệt, chán. Và đi xem tiếp gần chục căn nhà nữa thì phát hiện ra căn nhà này. Đấy. Theo tôi định giá, nếu sửa chữa đẹp đẽ, thậm chí có thể bán được tầm trên dưới 2 tỷ. Thế mà chủ nhà bạn biết phát giá bao nhiêu? 1 tỷ 350 triệu, 1,35 tỷ. Tôi cảm thấy rất là ngon. Và buổi chiều hôm đấy vào xem thì tôi cùng với một người nữa, một cái người khách hàng khác vào xem nhà. Mặc dù thấy rất là ngon nhưng mà cái nhà nó hơi cũ, mình cũng không dám đặt cọc ngay. Thế thì sau đó mình cũng đi về. Đấy, đi về vì đã giao dịch nhiều đâu, và mình làm gì có kinh nghiệm, đã giao dịch nhiều đâu, hồi hộp lắm. Và đi về tối thì lần này rút kinh nghiệm không 3 ngày nữa, gọi lại luôn buổi tối, gọi lại luôn hỏi lại là anh ơi thế tình hình mua bán thế thì ai chịu phí giấy tờ, rồi là nhà anh thì cái nhà này xây năm bao nhiêu, vân vân. Đại khái là mình hỏi thêm một số thông tin. Thế thì ông chủ nhà bảo đấy thì ok, giấy tờ thì anh chịu. Thế nhưng mà anh xin thông báo với em một tin là anh không bán 1 tỷ 350 triệu nữa, mà bây giờ anh bán 1 tỷ 4. Đấy, chú mua thì mua. Thế tôi mới bảo là ơi anh buồn cười nhỉ, làm ăn cái kiểu đấy nhỉ. Buổi chiều anh bảo với em là 1 tỷ 350 triệu mà bây giờ anh lại bảo với em là 1 tỷ 4. Thực ra là mình đi làm ăn thì mình phải uy tín anh ạ. Đấy, chứ mình không nên làm như thế. Thế thì ông bảo là ừ, nhưng mà nó là buổi chiều, em hiểu không? Bây giờ nó là tối rồi nhá, bây giờ tối rồi em ạ, tối rồi. Rồi buổi chiều em đặt cọc thì nó khác nhé, bây giờ nó là tối rồi. Nên tôi chia sẻ một số bạn ấy, bạn cứ không học nick đấy, tháng sau bạn gặp lại tôi và chưa biết cục diện thế nào và đồng ý không ạ? Tôi chia sẻ với bạn một số bạn mà đã biết nick cách đây 2 tháng ấy, hoặc cách đây 1 tháng, hoặc cách đây khoảng 3 tháng ấy. Và ok, nhiều bạn sẽ biết mà. Nên là tôi chia sẻ với bạn là thế thì tôi thấy là không ổn rồi.
Đấy. Không ổn. Đấy. Nhanh chóng, nhanh nhẹn, khẩn trương ngay tối hôm đấy. Vâng, cầm 100 triệu. Vâng, chạy sang. Vâng. Cọc luôn 100. Rồi. Cọc 100 triệu. Vâng. Thế thì và tôi cũng học được một cái bài học nhá. Là nhiều ông ấy đi mua ấy, không có kinh nghiệm ấy thì cứ nghĩ là như này chủ nhà 10 đồng đã bớt xuống 7 đồng rồi, mình còn đè giá xuống nữa. Được chưa? Mình còn đè giá xuống nữa. Không phải đâu. Hôm đấy chủ nhà cần tiền. Đấy, thì ok 7 đồng. Nhưng ấy, mà để cho bạn không mua đúng không? Một tuần sau, hai tuần sau ông ấy xoay được tiền. Vay mượn đâu đấy không biết. Thế là mình lại quay lại mình bảo ok em đồng ý 7 đồng. Không có đâu, không mua. À không bán. Giờ 9 đồng chú nhá. Hôm trước anh cần tiền thì anh mới bán 7 đồng thôi. Chú không mua đúng không? Đấy. Thế thì bạn học một cái bài học là nhiều trường hợp là biết đủ là đủ thôi. Đấy. Tức là giá cả hợp lý rồi thì mình dứt điểm. Đồng ý không ạ? Thế chứ còn mình cứ đòi đè giá xuống nữa. 10 đồng người ta xuống 7 đồng rồi. Như vậy cái khâu định giá là quan trọng nhất. Tức là mình định giá là đã là hợp lý rồi thì mình dứt điểm. Nếu mình còn đòi đè giá xuống nữa 7 đồng xuống 6 đồng xuống 5 đồng cuối cùng trả được đồng nào. Đấy. Thì ở đây tôi chia sẻ cho bạn là hợp lý là dứt điểm. Đấy. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Comment vào ô chat, hợp lý là dứt điểm. Thấy chưa? Thế mình đã cảm thấy rồi, ví dụ như là biết thông tin về tài sản rồi. Đấy. Bạn biết thông tin về cái sản phẩm dịch vụ nào đó rồi, bạn biết hết thông tin rồi. À, mình hiểu rồi, sản phẩm nào tốt, sản phẩm nào ok. Đấy. Thế thì thôi, hợp lý là mình dứt điểm thôi. Thế, tối hôm đấy tôi quay sang tôi đặt cọc 100 triệu. Rồi. Mà tôi cũng không biết là rồi tôi sẽ xoay 1 tỷ 3 ở đâu đây. Đấy. Thế mới căng thẳng. Và 100 triệu là tất cả số tiền tôi có. Đấy chứ ạ. Đấy là tất cả số tiền tôi có ấy. Thực ra trong đầu tôi sơ bộ thì cũng có một vài ý tưởng. Và nhưng tôi chia sẻ với bạn ấy, chả có gì chắc chắn cả. Đại khái là tôi cũng nghĩ ra vài ý tưởng là chắc là tôi sẽ huy động của người A, người B nào đó. Đấy chứ ạ. Thế thì nhưng mà tôi quyết định là thôi cọc. Và tôi hẹn một cái khoảng thời gian để tôi xoay sở. Là tóm lại là tôi có một cái khoảng thời gian tôi đặt cọc với ông ấy, tôi xin thời gian gần một tháng để tôi xoay tiền. Thế thì tôi để ý một điều là như này, sau khi tôi đặt cọc xong ấy, trước khi mua ấy thì nó hồi hộp lắm, mà mua hay không mua, làm hay không làm, làm hay không làm, làm hay không làm. Trước khi mua ấy, thế thì hồi hộp lắm. Nhưng mà sau khi đặt tiền xong rồi cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Và xong, cuối cùng cũng xong. Đấy. Giữ được cái nhà. Và tôi nhận ra một điều là đầu óc của tôi nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Rồi. Chết rồi, làm thế nào bây giờ, làm nào để xoay được 1 tỷ 3 bây giờ. Bạn đồng ý không ạ? À. Bình thường ấy cứ nờ đa. Nhưng mà đặt tiền phát thông minh ngay. Xuống tiền phát thông minh ngay. Nắm nào bây giờ. Chết rồi. Đâu mà không xoay được tiền là mất 100 triệu này. Đấy. Thế thì bắt đầu nghĩ ra rất nhiều phương án. À bắt đầu viết một cái tờ giấy. Lấy một tờ giấy A4. Đấy ạ. Viết một tờ giấy A4. Bắt đầu liệt kê xuống. Là danh sách 10 người. Mình sẽ gọi vốn, thấy chưa? 10 người mình sẽ gọi vốn. Bắt đầu lập danh sách họ tên, số điện thoại, số tiền mà khả năng tầm tiền khả năng họ sẽ có. Thì nó có hai cách, cách thứ nhất là gọi đủ tiền từ một người luôn. Cách thứ hai là chia cái số tiền mình cần gọi ra. Ví dụ như là 10 đồng thì chẳng hạn ông này 3 đồng, ông kia 3 đồng, ông này 4 đồng. Đấy. Hoặc là 10 đồng chẳng hạn thì mình vay tất của một ông. Đấy. Thế thì mình bắt đầu lập danh sách xuống, bắt đầu bốc máy điện thoại lên gọi. Đấy. Nhưng mà tôi chia sẻ với bạn, ngại kinh khủng luôn. Đi hỏi vay tiền ngại lắm. Ở đây bạn nào rất ngại, vay tiền là một.
bán hàng là 2. Và comment vào chat ạ. Rồi. Ngại kinh khủng luôn. Cái lắm. Mà tôi ngày xưa bản chất cũng là không phải là người người mà thích gì, thích thú gì cái việc bán hàng hay là giới thiệu sản phẩm dịch vụ. Mời chào người khác tôi cũng không thích luôn. Mà ngại lắm. Tôi ví dụ như này, tôi bán sản phẩm ấy. Thế thì tôi hồi tôi khởi nghiệp ấy, tôi có thể lấy đà từ 9 giờ sáng. Được chưa? 9 giờ sáng đến tận 9 giờ tối tôi mới dám gọi cho người ta. Có bạn nào giống như tôi không? Lấy đà từ 9 giờ sáng, 9 giờ tối gọi. Và ngại lắm, nhưng mà 9 giờ cũng phải gọi thôi, không thì nó đi ngủ. Và đồng ý không ạ? À. Thế là tôi mới nói rồi, nhiều anh chị em ấy là bạn phải viết ra tờ giấy dán lên tường, viết ra tờ giấy dán lên tường không ngại và không sợ, được chưa? Viết ra giấy dán lên tường, ngày nào cũng nhìn vào nó, không ngại và không sợ. Đấy. Ngại mới sợ là không thành công được. Đấy. Tôi chia sẻ với bạn ấy. Nếu mà ngại đi bán hàng, ngại đi gặp gỡ, ngại đi mời chào gọi vốn. Tôi ví dụ này, bên Nick này có cái bạn giảng viên, bạn ấy cũng chia sẻ lớp gọi vốn, bạn huy động được 13 triệu đô la. 13 triệu đô la. Bạn nói đúng thật anh ạ, em nói thật là em đi sang Singapore gọi vốn. Em nói thật với anh là em gặp 100 nhà đầu tư. Nó toàn từ chối. Nên là tôi chia sẻ là bạn là ngại mới sợ là không thành công được. Đấy. Để huy động được 13 triệu đô thì bạn ấy phải gặp 100 nhà đầu tư. Đồng ý không ạ? Thế thì nên bạn ghi ra giấy dán lên tường, bạn nào thực hành cái bài này nào. Đấy, không biết ngại, không biết sợ. Đấy, không biết nhục. Và một phẩm chất cần thiết để thành công. Rồi. Nên nhiều bạn hỏi thế trước đây làm gì? Đã làm gì? Làm đa cấp chưa? Làm môi giới chưa? Bán bảo hiểm chưa? Bảo làm rồi à? Làm rồi à? Tốt, một điểm cộng cho em nhá, một điểm cộng. Rồi. Không biết ngại, không biết sợ, không biết nhục. À. Ok. Thôi quay trở lại. Thế thì tôi mặc dù là cũng ngại lắm. Và nhưng mà phải bốc máy thôi. Bông máy nhân alo. Rồi. Thế thì gọi. Bắt đầu gọi. Người thứ nhất không đồng ý. Người thứ hai không đồng ý. Rồi. Người thứ ba không đồng ý. Nhưng mà nói chung là bây giờ mình bắt đầu quen này. Chắc là nó không đồng ý đâu. Đấy. Nhưng mà tôi cũng học được một cái bài học là như này. Rất hay, sau khi gọi xong khoảng 3 người tôi học được một cái bài học. Khi mình đi hỏi vay vốn ấy, khi mình đi hỏi vay tiền ấy, thì lúc đầu mình nghĩ là mình là người ngại. Đấy. Nhưng về sau thì mình mới biết là cái người mà không giúp đỡ mình ấy, mà không cho mình vay ấy, thì người đó người ta mới ngại. Bạn đồng ý không ạ? Thỉnh thoảng ai đó nhờ bạn cái gì vay bạn tiền, bạn không cho vay bạn ngại. Rất là hay đúng không? Mà tôi chia sẻ với bạn ấy là ấy, cũng là cái cơ hội rất tốt để bạn xem là ai là người tốt với mình. Đấy, anh em và cây khế của bạn, ai là người tốt với bạn, được chưa? Đấy, một cơ hội rất tốt. Và cái điều thứ ba mà bạn cũng hiểu được ra một điều, đó là như thế này, là ví dụ như này, mình có khi là mình cũng chưa bao giờ mình thử, và chưa bao giờ mình thử thì mình cũng thử một phép. Và một câu chuyện nữa là mình, cái việc mà khó khăn là chuyện rất bình thường. Rồi. Khó khăn là chuyện rất bình thường. Đồng ý không ạ? Khó khăn là chuyện rất bình thường. Đấy. Bao nhiêu bạn đồng ý là sẽ có những cái thời điểm, một là khi khởi nghiệp khó khăn, không có tiền, không có vốn, ai chả thế. Tôi ngày xưa cũng thế thôi mà. Đoạn đầu ngày xưa là tôi nhớ là hồi đầu mua được mảnh đất, có cái sổ đỏ, sau đó hết tiền, hết vốn. Thế thì đi gặp một cái người quen,
cô ấy cũng làm ở bệnh viện, thì đưa cho cô ấy cái sổ đỏ để vay tiền. Đấy. Ngại lắm. Thế nhưng mà tôi chia sẻ bạn là ai cũng sẽ có những thời điểm khó khăn thôi. Đấy. Thế thì nên người ta có câu là không ai nắm tay cả ngày, không có ai nắm tay được cả ngày. Đấy. Và cái những cái lúc mình khó khăn thì mình cái việc mà mình đi nhờ vả là chuyện rất bình thường. Đấy. Thì bắt đầu tôi mới tiếp tục và bốc máy lên gọi tiếp. Và cái chuyện mà bạn đi nhờ giúp đỡ chuyện rất bình thường, và những cái người đó bạn nên ghi nhớ công ơn của họ. Tôi chia sẻ với bạn, nếu bạn ngồi bạn suy nghĩ lại ai là người đã giúp đỡ bạn trong lúc khó khăn thì nó cũng chỉ có tầm chắc là dưới 10 người. Bạn nào đồng ý điều này ạ? Và những cái thời điểm khó khăn của bạn ấy, ai giúp đỡ bạn, nếu bạn ngồi bạn nhớ lại, chắc chắn là chỉ dưới 10 người thôi, và không có nhiều đâu. Rồi. Thế thì tôi cũng vậy, thì gọi 3 người mà không được, gọi tiếp người thứ 4 không đồng ý, người thứ 5, nhưng bây giờ mình có kinh nghiệm rồi, mình tự tin hơn rồi, họ không cho vay họ mới ngại, đồng ý đúng không ạ? Rồi. Thế thì người thứ 6, người thứ 7, rồi. Đến người thứ 8 thì được một người, thì thu xếp được một nửa số tiền. Mà sau đó tôi lập tiếp một cái danh sách nữa, 5 người nữa. Đấy, viết xuống cái danh sách tờ giấy A4. Đấy, lại gọi. Giả soát lại hết bạn bè cấp 1, cấp 2, bạn bè đại học, bạn bè mẫu giáo, bạn bè ngồi lang thang ở quán nước, bạn bè đi học mấy lớp gọi là phát triển cá nhân. Giả soát lại hết. Và... một số anh em. Và... nên là cũng là cơ hội giả soát lại tất cả các mối quan hệ. Và... thì gọi tiếp đến ông người thứ khoảng 13 và thì được thêm một người thứ hai. Nên là tôi chia sẻ bạn là đủ được tiền để mình mua và mình sửa cái nhà đấy, không mình bán. Thì tôi chia sẻ bạn lúc bạn khó khăn thì tốt nhất là bạn không cần phải bài vở gì nhiều cả, bạn cứ chân thành thôi. À, tất nhiên 10 đồng thì bạn đừng bảo người ta đưa cả 10 đồng đây. Đấy, ví dụ thế. Có nhiều bạn thì bạn bảo em có 5 đồng rồi. Đấy, thì em chỉ thiếu 5 đồng thôi. Và tốt không ạ? Ý tưởng đấy tốt không ạ? Chứ bạn này bảo là cái vụ này cần 10 đồng, anh đưa cả 10 đồng đây. Ok. Rồi. Không kịp vay ngân hàng bởi vì là không có đủ thời gian chế biến hồ sơ giấy tờ. Chế biến hồ sơ giấy tờ thời điểm đấy là nói chung là không kịp. Rồi thì quay trở lại thì tôi thu xếp được đủ tiền để mua cái nhà này rồi. Nhưng mà tôi chia sẻ với bạn ấy là tôi học được một cái bài học quan trọng hơn để đi đến thành công. Rồi, một bài học vô cùng quan trọng mà tôi đã áp dụng nó trong nhiều năm về sau. Rồi. Đó là như này, tôi hiểu ra một điều, đó là khi nào thì chúng ta mới hành động. Đấy nhá. Khi nào thì chúng ta mới hành động. Tức là nhà này sau khi mà mua 1.4 tỷ sửa 120 triệu, đấy, làm đẹp đẽ đi rồi bán 1.9 tỷ. Rồi. Nhưng mà cái số tiền tôi kiếm được 380 triệu nó không quan trọng, mà nó quan trọng ở cái điểm là như này, là tôi học được một cái bài học về động lực. Khi nào thì chúng ta mới hành động. Và tôi học được cái điều là như này, nói chung là khi nào nguy hiểm chúng ta mới hành động. Đấy nhỉ? Bình thường chúng ta sẽ không bao giờ hành động, chỉ khi nào gặp khó khăn, gặp nguy hiểm thì chúng ta mới hành động thôi. Đấy. Tôi ví dụ như này, bình thường ấy, bảo nhiều người ấy, bảo đi làm ăn kiếm tiền thì không có đâu, không làm đâu. Đấy nhỉ? Nó đột nhiên có một người trong gia đình bạn ấy, họ hàng nhà bạn ấy, bạn bắt đầu là bị ốm, bị bệnh ung thư. Đấy, và bạn là người phải chu cấp hàng tháng, bạn phải chi trả. Ôi giời, bạn bắt đầu long lên sòng sọc, bạn bắt đầu mới lại là sáng dậy sớm tối thức khuya, bắt đầu mới chạy ra ngoài tìm công ăn việc làm, bạn tìm cơ hội kinh doanh kiếm tiền đầu tư. Đấy, để mà lo thu xếp cho người nhà. Tôi chia sẻ với bạn, chỉ khi nào khó khăn bạn mới hành động thôi. Đấy. Tôi ví dụ một cái đơn giản như này. Bạn đang ngồi trong nhà,
bạn có vẻ hơi uể oải mệt mỏi đúng không? Nhưng mà chỉ cần trong nhà có người hô là cháy, hoặc hàng xóm có người hô là cháy, tôi chia sẻ với bạn một phát bạn bay ra đường ngay. Những bác mà đang nhiều tuổi ấy, và cũng một phát là gọi là có mặt, đang ở trên tầng một phát là có mặt dưới nhà ngay. Bình thường thì di chuyển có vẻ chậm lắm, nhưng mà những cái lúc như thế tôi nói bạn là thôi rồi luôn. Và rồi tôi ví dụ tiếp theo để bạn dễ hình dung này. À, nên là nhiều cái video ấy nó quay lại những cái phản xạ mà nhanh như điện luôn. Và tôi chia sẻ với bạn, con người thật là kỳ diệu, khó khăn nguy hiểm cái thì kinh khủng. Và thế đến cái ông bây giờ bạn đi tập thể dục buổi sáng không? Và anh em đi tập thể dục buổi sáng không ạ? Các bạn có đi tập thể dục buổi sáng à, đấy bạn thấy không? Ai mới là người tập thể dục? À, ai là người chịu khó tập thể dục, già hay trẻ nào? À, già hay trẻ theo bạn? À, nói chung là thanh niên cũng có nhưng mà ít thôi. À, chủ yếu là đội trung niên 45, 50, 60, 70. À, tại sao? Chẳng theo nước mình tại sao? Tại sao nào? Tại sao ạ? Chết đến đít rồi. À, nói chung là như vậy đấy, chết đến đít rồi đấy. Đó, nhiều bác đi tập về, vâng, đi tập về xong bắt đầu bảo con cháu chúng mày quá mà chịu khó tập thể dục vào, vâng, tập tành người thế nhỉ, à, giữ gìn sức khỏe chứ tập luyện, à, nhưng có phải đâu, thanh niên ấy thì nó bảo là nó khỏe không có ốm đau gì đấy. Nhưng mà các bác thì các bác yếu rồi, à, lúc đấy các bác mới hành động, nhưng hồi xưa các bác có làm đâu. À, bạn nào đồng ý điều này và comment vào ô chat ạ. À, nói chung ấy, đấy là bản chất của con người, nguy hiểm mới hành động, đấy. Bình thường không bao giờ hành động. Rồi thế quay trở lại, như vậy chiến lược để phát triển động lực, chiến lược tốt nhất để phát triển động lực là phải đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm hơn. Đồng ý không ạ? Đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm hơn. Đấy. Chúng ta mới hành động. Đấy. Chiến lược tốt nhất là phải đẩy bản thân vào tình thế nguy hiểm hơn. Thế và tôi chia sẻ với bạn là cũng giống như một cái câu chuyện nó rất là nổi tiếng. Đấy. Trong lịch sử. Thì có một cái ông tướng cầm 1.000 quân. Đấy. Ông ấy nên đánh chiếm một cái hòn đảo để lấy kho báu về phục vụ tổ quốc. Đấy, nhưng vấn đề của ông ấy là quân bên kia nó đông gấp 10 lần, là 10.000 quân. Đấy, ông này vẫn ra quyết định là ok, dòng thuyền lên đảo để đánh chiếm thì chúng ta không còn con đường nào khác. Trên đường đi ông này cũng rất là đau đầu. Đấy, bởi vì là quân lính ấy, thì khi mà biết cái sự chênh lệch về lực lượng ấy, thì họ rất là hoang mang. Và quân lính ấy, thì họ cũng nghĩ là như này, đang yên đang lành tự nhiên lại đi lên trên này. Đấy, quân nó thì đông mà hung hãn, nên là lực lượng thì chênh lệch, nên là nếu như mà đánh mà không ổn ấy, không hiệu quả ấy, là mình sẽ chuồn ngay. Đấy, quân lính là tư tưởng họ là như thế. Đấy, có gì không ổn chuồn ngay. Thế thì ông tướng này vẫn quyết định là dong thuyền ra, và khi mà cập bến cho toàn bộ lính xuống thì ông cho 3 người quay lại đôi hết thuyền luôn. Đốt hết thuyền đấy ạ. Thế thì sau khi mà đốt hết thuyền ấy, gọi là 1.000 anh em nhìn thấy là thuyền bị cháy hết rồi đấy ạ, lập tức anh em hiểu ra vấn đề này. À, hiểu ra cái gì nữa mình à? Và hiểu ra cái gì ạ? Đúng rồi, hoặc là thắng rồi chúng ta sẽ đóng thuyền về sau, hoặc là chúng ta sẽ chết ở đây thôi. À, không có đường chuồn đâu đấy. Ê, lập tức tinh thần anh em lên rất cao, được chưa? Ông tướng không hỏi đánh không, có đánh không, mà đánh không? À, thì tất cả anh em hô phải đánh, phải đánh. À, và tôi chia sẻ bạn, à, ngay trong đêm hôm đấy, cái đội quân 1.000 quân bên này tập kích, và
hòn đảo thì nó rất là rộng lớn. Thế và tập kích thì, và tiêu diệt hết 10.000 quân bên kia. Và đây là một cái câu chuyện rất là nổi tiếng đấy, trong lịch sử. Nó có tên là Vị Tướng Đốt Thuyền. Nó giống như câu chuyện của Hàn Tín ấy. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì đây là một câu chuyện khác. Và Hạng Vũ rồi, Hạng Vũ. Đây là một câu chuyện khác. Và thì tôi chia sẻ với bạn là đốt thuyền là một chiến lược tốt nhất trong tất cả các chiến lược tạo động lực. Đấy nhỉ? Tôi đã thử nghiệm rất nhiều các chiến lược tạo động lực rồi. Thực ra chúng ta chỉ có hai chiến lược cơ bản. Chiến lược số 1 là hướng đến sự sung sướng. Tức là chúng ta có hai hướng động lực cơ bản. Hướng động lực số 1 là đạt được cái điều gì đó thì chúng ta sung sướng. Ví dụ, kinh doanh đầu tư thành công, kiếm được tiền, tự do tài chính, có danh tiếng, giàu có, tự do, thời gian, vân vân. Đồng ý không ạ? Thì cái hướng động lực thứ nhất, thiết lập mục tiêu. Đấy, đạt được nó thì rất tuyệt vời. Nhưng mà cái hướng động lực số 2, nhiều trường hợp nó mạnh gấp 3 lần cái hướng động lực mà hướng đến mục tiêu. Đó chính là tránh xa đau khổ. Tránh xa đau khổ. Và tôi chia sẻ với bạn ấy, cái hướng động lực tránh xa đau khổ là cái hướng có thể mạnh gấp 3 lần hướng đến mục tiêu. Người thành công là người biết phải sử dụng cả hai hướng động lực nha. Vừa biết thiết lập mục tiêu để hướng đến sự sung sướng và vừa biết sử dụng hướng động lực tránh xa đau khổ. Thế thì bạn coi như là có hai cái hệ thống động lực trong người. Thế thì tôi ví dụ cho bạn để bạn dễ hình dung. Và mỗi một người, người ta sẽ có một cái hướng của người ta. Tôi ví dụ một bạn nhân viên bán bất động sản bảo là như này, mình là lãnh đạo, mình bảo nhân viên là như này: em cố gắng bán lên, em quyết tâm lên, em bán đi, em mày bán được anh cho mày cái iPhone, cho mày cái xe SH, cho mày cái ô tô, cố gắng lên, xe VinFast. Nó không bán đâu. Và tôi chia sẻ bạn không bán đâu. Đấy, vẫn không bán. Ê, đến một hôm gọi lên bảo là thôi nhá, em làm nốt tuần này, thấy chưa, thế nếu như mà không bán được căn nào nữa thì thôi, thì anh em mình cũng phải chào thân ái và quyết thắng thôi nhé. Các bạn biết chuyện gì xảy ra không ạ? Tuần tiếp theo nó bán được 2 căn. Ê, mày hay. Và đấy, cái hướng động lực của nó không phải là hướng đến sự sung sướng, mà khi nào nó đau khổ nó mới hành động. Và bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Mỗi một người sẽ có cái hướng động lực khác nhau. Và người thành công là người phải biết dùng hai hướng động lực. À, phải biết sử dụng cả hai hướng động lực, không chỉ cho bản thân mình mà phải cho cả người khác luôn. Bạn dạy con cũng thế. Bạn không thể cứ suốt ngày là mang kẹo ra là ơn làm thì sẽ cho kẹo. Đồng ý không ạ? Mà đôi khi cũng phải cho nó nếm mùi đau khổ. À, rồi, thế quay trở lại câu chuyện. Và thế thì ví dụ bạn mà nghỉ việc, đấy là bạn đốt thuyền rồi. Bạn bán nhà, đấy là bạn đốt thuyền rồi. Đấy, ở đây không phải lúc nào tôi cũng khuyến khích bạn nghỉ việc đấy, bởi vì nếu bạn đang đi theo một người lãnh đạo nào đó, người ta xử lý tốt bài toán chia với bạn, bạn học được rất nhiều, đấy, thu nhập bạn tăng liên tục, đấy thì hãy theo đuổi. Chứ không phải lúc nào cũng nghỉ việc và tự ra là có khi chết luôn. Đồng ý không ạ? Tuy nhiên là nếu như mà bạn mà đi theo không được cái gì, cũng chả học được cái gì, thu nhập không tăng, đấy, lãnh đạo không có tiềm năng, thì bạn phải suy nghĩ. Thế thôi. Thế quay trở lại thì tôi chia sẻ bạn. Nên là nhiều anh em lãnh đạo cử nhân viên đi học của tôi, họ rất là yên tâm. Vì tôi không chỉ xúi họ nghỉ việc, và tôi không xúi họ cái điều đó. Đấy. Mà bạn phải biết đấy, may mắn mà đầu quân vào minh chủ, đấy là cái may mắn của bạn. Bạn tài năng có hạn, nhưng mà bạn gặp may đi cùng với lại một đội hình mạnh vẫn thành công như thường. Đấy. Thế thì bạn mà nghỉ việc, đấy là đốt thuyền rồi. Bạn mà bán nhà, đấy là đốt thuyền rồi. Và tôi chia sẻ bạn cái này nó áp dụng trong mọi việc trong cuộc sống. Bạn sẽ không làm đâu. Ngồi đây toàn các chuyên gia trì hoãn hàng đầu thế giới rồi. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Và ngồi đây toàn chuyên gia chỉ hoãn hàng đầu thế giới thôi. Và rất nhiều việc sắp làm, sẽ làm, đích làm, không bao giờ làm. Đơn giản thế thôi.
ai cũng thế, luôn có những việc mà sắp làm, định làm, sẽ làm, tuần sau làm, tháng sau làm, không làm đâu, thấy chưa? Không bao giờ làm. Có nhiều bạn ngồi trong lớp học này đã từng đốt thuyền rồi á, đốt một lần không ăn thua gì đâu. À, bạn sẽ phải đốt nhiều lần trong cuộc đời của bạn, thấy chưa? Và một số bạn ấy, tôi chia sẻ với bạn, bạn có những tiềm năng rất lớn, bạn có thể là 100%, thấy chưa? Nhưng tôi nói bạn hiện nay bạn chỉ mới dùng 5% của công suất thôi, nói thế cho nó ngắn. Khi nào thì bạn dùng hết 100% cái tiềm năng của bạn? Ai ngồi đây cũng có tiềm năng hết, điều đáng tiếc duy nhất đó là khi bạn chết đấy, trên bia mộ vẫn ghi một dòng chữ: đây là một người tiềm năng. Đây là một người tiềm năng và sẽ tiếp tục được khai phá tiềm năng vào kiếp sau. Rồi. Nên là tôi chia sẻ với bạn là nhiều anh chị em ấy là bạn cần phải có ai đó thúc đẩy bạn. Và còn nếu mà không ai đó thúc đẩy bạn, tốt nhất là bạn phải tự sửa đi và chặt cái đường lùi. Bởi vì một khi bạn còn đường lùi, bạn sẽ lùi thôi. Được chưa? Thế thì trước khi đốt thuyền thì cũng dặn dò là thì bạn phải tính rủi ro. Nếu mà chết không sao, chết không sao, ok, đấy, làm đấy. Thì chúng ta cũng có là quản trị rủi ro, chứ không phải là cứ ào ào được. Đồng ý không ạ? Rồi, đấy dặn dò nhé. Chứ không anh em về thì bảo ôi em nghe thầy em đốt thuyền em lên đường rồi. Không phải, tôi đã dặn bạn là quản trị rủi ro đấy, sau đó mới đốt thuyền. Rồi thế trường hợp của tôi tính rồi, đặt 100 triệu, mất 100 triệu, chết 100 triệu, đúng không? Tôi đi làm, tôi cày cuốc tiếp mỗi tháng 10-15 triệu đấy, thì tôi lại mất nửa năm hoặc một năm để tôi làm lại đấy. Thế một số anh em ấy thì tôi chia sẻ bạn là chưa tự tin đốt thuyền bé, tự tin thì đốt thuyền to đấy, nhưng mà kiểu gì cũng phải đốt thuyền hết. Buồn đốt thuyền, vui đốt thuyền, không có việc gì làm đốt thuyền đấy ạ, cứ đốt thuyền phát nhanh nhẹn ngay, bạn yên tâm. Và không có việc gì làm đốt thuyền ngay cho vui. Rồi thế là tôi mới khuyến khích nhiều anh chị em ấy là bạn không làm đâu, nói chung là không bao giờ làm, sắp làm sẽ làm, định làm không bao giờ làm. Thế một số anh em mà ví dụ bạn cứ nhớ lại đi, trước đây ấy, bạn định bảo là năm nay không phải cái dịch Covid này nhá, nhưng mà ví dụ như này, trước đây bạn cứ nghĩ là năm nay phải đi du lịch Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng nhỉ, năm nay phải đi 10 nước châu Âu nhỉ, năm nay phải đi Dubai nhỉ, năm nay có khi phải đi Mỹ nhỉ, cuối cùng cuối năm chả có chuyện gì xảy ra cả. Đồng ý không ạ? Khi nào thì bạn sẽ đi, và khi nào bạn sẽ đi, định đi tháng mai đó, còn lâu mới đi và cũng còn lâu lắm. Và thế nhưng mà tối nay vâng, bạn book vé máy bay, bạn yên tâm, đúng ngày đúng giờ lên đường ngay, mọi việc sắp xếp được hết, thấy chưa? Bao nhiêu bạn đồng ý mọi việc sắp xếp được hết? Thực ra ấy, tôi chia sẻ với bạn ấy, tôi bảo rồi, bạn có nhiều tiềm năng lắm, mọi việc sắp xếp được hết. Rồi. Thế là nhiều người cứ bảo ôi giời ơi khó lắm, thời gian không có, em thì không có thời gian, em thì tài chính vân vân. Không phải, tôi nói bạn, mọi việc sắp xếp được hết đấy, chẳng qua là mình có ưu tiên nó không đấy. Chặt cái đường lùi thì mình mới tiến lên, đấy chứ. Rồi. Đầu tư cũng thế đấy. Quản trị rủi ro xác định rồi, đốt thuyền, đấy chứ. Thế giống như một cái câu chuyện nữa mà tôi chia sẻ với các bạn, một cái nàng này nó bị cướp, cháy, nó đốt cháy hết cả cái làng. Thế thì tất cả dân làng chạy ra đến bờ sông, không ai dám bơi xuống sông, bơi qua sông để sang bên bờ bên kia vì có quá nhiều cá sấu, cá sấu rất là to và rất là hung hãn, không có ai dám bơi. Đột nhiên một anh nhảy xuống sông bơi một phát sang bờ bên kia luôn. Rồi. Tất cả dân làng choáng váng luôn.
Nhưng mà anh ấy vừa lên bờ phát anh quay lại anh bảo là đứa nào vừa đạp tao xuống tao thề tao giết mày luôn, tao mà biết đứa nào tao giết mày đấy ạ. Không làm đâu, tôi chia sẻ bạn không hành động đâu, và bạn cần một ai đó đạp cho bạn phát đấy. Chả ai hành động ai mà chả sợ, đồng ý ạ. Rồi ai cũng sợ hết, và dưới sông cá sấu hay là gì đấy ai cũng sợ hết, ở ngoài đời chúng ta thấy ai mà chả sợ. Nhưng vấn đề là người giàu hành động bất chấp sợ hãi đấy. Mình đã tính rủi ro rồi, câu hỏi này chết thì sao, chết thì sao, chết thì sao, chết thì sao, chết không sao, chết không sao thì làm thôi. Và thế là nhiều anh chị em tôi bảo rồi, bạn cần có ai đó đạp cho bạn một phát. Yeah. Rồi thế giống như là đi từ điểm A đấy, đến điểm B đấy. Thế rất nhiều người rất là nhanh, 5 năm, 10 năm, hoặc là có những ông nhanh lắm 3 năm, 7 năm đã đến nơi rồi. Điểm B này là gì? Điểm B này là thành công, giàu có danh tiếng, được chưa? Hạnh phúc. Rồi đạt được những thành tựu cống hiến nhanh lắm, 5 năm, 7 năm đã đạt được thành tựu rồi. Thế tại sao có những ông 30 năm không đến được điểm B, đang ở điểm A mãi không đến điểm B? Vấn đề nó là tốc độ chạy, động lực chạy. Một ông thì chạy 5 km/h, xong chạy một lúc xong lại suy nghĩ là như này, có nên đi tiếp không nhỉ, có nên đi tiếp không, hay là lùi, và hay là lùi, xong lùi 1-2 bước xong lại nghĩ là không ổn rồi phải đi tiếp thôi. Tôi chia sẻ với bạn ấy, đặt câu hỏi thế là sai lầm rồi. Câu hỏi nó không phải là có nên đi tiếp hay không, cái việc đi tiếp chắc chắn là phải xảy ra. Đấy. Đồng ý không ạ? Thế thì tại sao có những người mà chạy vận tốc 50-70 còn bạn thì chỉ chạy vận tốc được 5-10 thôi, và tại sao có những người chạy nhanh thế nhỉ? Thì tôi chia sẻ với bạn ấy là bình thường nó không ai thúc đẩy bạn đâu. Không bao giờ đi từ điểm A đến điểm B này, không bao giờ. Bạn đi rất chậm, thậm chí bạn còn giật lùi vài bước, xong bạn còn hỏi là có nên đi tiếp không. Thế bạn phải làm gì? Thì đây là cái bài học mà tôi đã hướng dẫn rất nhiều anh em rồi. Cúi xuống nhặt một hòn đá ném vào một con chó, chó được chưa? Nó bắt đầu nhảy ra, một con chó ngao Tây Tạng nhảy ra, nó bắt đầu mới đuổi bạn. Ui giời ơi, đây rồi, nó nhảy ra một phát nó đuổi bạn. Tôi chia sẻ bạn, bạn chạy thôi rồi luôn mà. Tôi chia sẻ bạn là bạn bắt đầu bình thường ấy, có cây, có hàng rào, được chưa? Có tường bao. Bạn nói chung là bạn hồi xưa bạn bảo cái này cao thế nhỉ, cao thế nhỉ, cao quá, cao kinh khủng đấy, khó nhảy phết đấy. Chó ngao Tây Tạng nó đuổi bạn một phát bay qua ngay, được chưa? Rồi một phát bạn nhảy qua luôn, tường chả là cái gì luôn, cây không là cái gì, và một phát bạn bay qua luôn. Bạn bắt đầu phá kỷ lục cấp huyện, rồi bạn bắt đầu phá kỷ lục cấp tỉnh, bạn bắt đầu phá kỷ lục cấp quốc gia, được chưa? Bạn bắt đầu vươn lên trở thành một vận động viên chạy hàng đầu thế giới, được chưa? Đấy, và bạn phá những cái kỷ lục luôn. Phóng viên nào đến hỏi bạn, anh bí quyết thành công của anh là gì, làm sao mà anh có thể chạy nhanh như thế được, làm sao mà chỉ trong vòng 5 năm, 7 năm, 10 năm anh đạt được biết bao nhiêu thành công trong cái cuộc đời này, người bình thường chạy 50 năm còn không đến, được chưa? Sao mà có 5 năm mà anh đã đến nơi rồi, anh có thể chia sẻ không, bí quyết nào mà anh lại làm được? Anh nói đi, anh chia sẻ đi, anh đừng giấu mọi người nữa. Và bí quyết của anh là gì? Ông này ông ấy phát biểu ngắn gọn thôi, tôi có chó, được chưa? Anh em không có chó đấy. Anh em có chó không? Tôi thành công vì tôi có chó, chó nó đuổi tôi, được chưa? Đấy. Bí quyết của thành công. Rồi. Thế là tôi chia sẻ với bạn, bình thường làm gì có ai thúc đẩy bạn, và kiếm 1-2 con chó đi, và nó đuổi bạn, và bạn sẽ bắt đầu nhanh nhẹn lên. Và thời gian đầu bạn chạy con chó đấy bạn cảm thấy ok, nhưng sau một thời gian bạn thấy con chó này lại chậm rồi, con chó này chậm rồi,
lại phải thay chó mới hoặc tìm con chó to hơn. Đồng ý không ạ? Rồi. Ok. Nên là tôi chia sẻ với bạn. Bài học từ khóa đây, anh em comment vào ô chat, đốt thuyền. Đấy chứ ạ. Anh em comment vào ô chat, đốt thuyền. Đấy. Buồn đốt thuyền, vui đốt thuyền, không có việc gì làm, đốt thuyền. Đấy. À, tôi ví dụ một bạn bảo hay thế ạ. Em hôm một bạn tâm sự hôm qua em đi 12 giờ em mới ngủ, em sợ mai 9 giờ mới dậy được. Thế là tối 12 giờ em nhắn tin cho đứa bạn, sáng mai 7 giờ cà phê với tôi. Thế là mai 7 giờ nó gọi em là em phải dậy để em đi cà phê với nó. Thì cái việc mà em nhắn tin cho nó vào buổi tối ấy, để hẹn nó cà phê là em đốt thuyền rồi. Thế tôi ví dụ cho bạn kể cả những cái nhỏ như vậy. Rồi. Nên là thôi mà anh em tự tin đốt thuyền lớn, chưa tự tin đốt thuyền nhỏ. Tôi ví dụ này, có hồi tôi đi học và viết sách, là hồi xưa tôi học đi học viết sách của một ông diễn giả người Canada. Thế học xong về 6 tháng chả viết được quyển nào, một năm trôi qua chả viết được quyển nào, một năm rưỡi trôi qua không biết được quyển nào, hai năm không biết được quyển nào. Tôi mới bảo là quái nhỉ, thầy giáo dạy mình hay như thế mà mình không làm được, làm sao nhỉ. Thế thì không được rồi, mình lại phải dùng cái chiến lược cũ của mình thôi, và đốt thuyền. Đấy, chỉ có đốt thuyền. Đấy. Thế thì tôi mới quyết định là thôi chui vào một cái resort, thuê một cái resort 10 triệu đồng một ngày. Đấy ạ, 10 triệu đồng một ngày. Tắt máy điện thoại, cứ khi nào viết xong thì về. Đấy, cứ mỗi ngày 10 triệu, viết xong thì về. Các bạn biết chuyện gì xảy ra không ạ? Vâng, 3 ngày viết xong luôn, về luôn. Đấy. Và không phải nội dung có rồi, tập trung lắm, và tính giờ thời gian giờ giấc mà tập trung lắm, 3 ngày xong luôn. Và đã bảo rồi mà không làm đâu, và không làm đâu. Đấy. Ok, bao nhiêu bạn đồng ý đốt thuyền là cái chiến lược tạo động lực tốt nhất. Chúng ta có những chiến lược này, tôi phân tích cho bạn những chiến lược chúng ta hay sử dụng nhá, để có động lực này. Một, ví dụ chiến lược mục tiêu. Thấy nhá, trong cái lớp học này chúng ta được học một số cái rồi, còn nhiều chiến lược khác nữa. Một là thiết lập mục tiêu này. Thấy chưa? Hai này, tham gia vào một cái đội nhóm nào đó. Đấy, anh em người ta làm, mình không thể không làm. Anh em người ta có động lực, nó cuốn mình đi. Thấy chưa? Một, thiết lập mục tiêu. Hai, tham gia một cái đội nhóm. Ba, thuê một huấn luyện viên hoặc một ai đó đá vào đít mình. Thấy chưa? Đấy. Nhưng mà cái chiến lược tốt nhất, thứ tư, chiến lược động lực tốt nhất, đốt thuyền. Đấy, đốt thuyền vẫn là đỉnh nhất. Đấy. Tôi đã thử nghiệm trong nhiều năm rồi. Đấy, tôi thấy là đốt thuyền vẫn là ngon nhất, đấy, hiệu quả nhất. Đấy. Ok, rồi. Thế thì tôi rất là khuyến khích nhiều anh chị em. Đấy. Năm nay, đấy, cái đột phá của bạn, cái điểm đột phá của bạn, thì trước cái điểm đột phá đó chắc chắn là phải là một hành động đốt thuyền. Rồi. Chứ không là mình không làm đâu. Rồi. Và cái buổi học hôm nay ấy, thì nó chưa phải là cái sự kết thúc đâu, mà đây nó chỉ là cái mở đầu. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Đây chỉ là cái sự mở đầu thôi cho rất nhiều anh chị em ở trong lớp học. Rồi. Và bạn sẽ còn gặp lại tôi và toàn thể anh em cộng đồng Nick trong nhiều năm về sau nữa. Rồi. Đây chỉ là sự mở đầu thôi. Ở đây thông tin toàn bộ các cái sản phẩm chính của Nick nha, coaching combo, lớp đầu tư, lớp môi giới, lớp BMB. Và sau cái phần này, đấy nhá, sau phần này thì tôi sẽ tặng cho bạn một cái video mà tôi rất là hay xem. Tôi đây là một cái video mà tôi nhớ cái thời điểm mà một cái giai đoạn mà khi khởi nghiệp tôi gặp khó khăn, trước khi mà tôi bắt đầu chuyển sang làm cái thuê nhà cho thuê lại. Thì đó là cái thời điểm mà tôi xuống dưới tận đáy rồi, tôi hết tiền rồi. Và tôi ở trong một cái phòng trọ
mà diện tích của nó là 4.8 m², gần 5 m², 1 chiều 2, 1 chiều 2.4, có 13 phòng trọ, thuê 600.000 một phòng. Ở cái nhà đấy có 13 phòng trọ thì tôi thuê một phòng, 13 phòng dùng chung 4 cái nhà vệ sinh đấy, và cái khu đấy là cứ mỗi lần mà mưa ấy, là nó ngập hết cả khu luôn. Thế thì tôi đặt được đúng một cái chỗ để ngủ, một cái chiếu rồi, một cái máy tính để làm việc, và lúc đó là xuống đến đáy rồi. Thế thì và tôi phải xem rất nhiều những cái video tạo động lực, rất nhiều video tạo động lực. Và tôi chia sẻ với bạn là xem đi xem lại để tự có cái động lực cho mình để vượt qua những giai đoạn như vậy. Bao nhiêu bạn đồng ý là cái bản lĩnh của một người thì nó được thể hiện khi bạn gặp khó khăn cơ, chứ còn lúc mà bạn mà thành công rồi, bạn có tiền thì nó dễ dàng rồi, bạn băng băng về đích rồi, tiền bạn nhiều rồi, thì lúc đấy nó chuyện đấy nó đơn giản rồi. Đấy. Rồi. Thế là những cái thời khắc khó khăn của bạn nó mới thể hiện cái bản lĩnh của bạn. Đấy. Những cái thời điểm then chốt như vậy, đấy, bạn có sức mạnh để đi tiếp hay không? Rồi. Bạn có ý chí để vượt qua hay không? Rồi. Thì đấy mới là cái thời khắc then chốt của bạn. Rồi. Và có một câu rất là hay là trước bình minh thì bao giờ cũng phải là đêm tối. Rồi. Nên là tôi rất mong là nhiều anh chị em vượt qua được những cái thời khắc then chốt như dịch Covid này. Đấy, dù bạn đang thành công, có thể bạn không bị ảnh hưởng gì, nhưng bạn đây này là thời cơ vô cùng tuyệt vời cho bạn. Và một số bạn thì đang là thời điểm gọi là vô cùng đen tối, thì bạn phải có niềm tin đó là trước bình minh thì sẽ luôn là đêm tối. Rồi. Thông tin về sản phẩm link các bạn nắm được rồi đúng không? Rồi combo family, đây là combo family nhá. Tôi ví dụ như là chị Dung là giám đốc ngân hàng VDB, đấy, thế thì cho hai người con đi học VDB Quảng Bình, cựu giám đốc. Rồi có cái quán cà phê kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thiết kế rất là đẹp, thì đấy ví dụ combo family. Những bạn mà đi học cả gia đình rất khuyến khích, đấy, ví dụ như nhà bạn Hằng này, đấy. Thế có anh Trung này, bạn Kiên này, cả gia đình đi học luôn. Rồi thì đấy là thông tin. Và bây giờ bạn nào muốn xem cái video này, đấy, bạn nào muốn xem cái video, đây tôi chia sẻ bạn cái câu chuyện tôi vừa kể với bạn đây. Tôi cũng phải bỏ cái tư duy biết hết rồi, cái gì tôi cũng nghĩ là biết hết rồi. Nhưng mà khi mà tôi gặp những người thầy của mình, và tôi nhớ một ông thầy, ông bảo với tôi là như này: mày cái gì mày bảo biết rồi nhỉ, giỏi phết nhỉ, cái gì mày bảo biết rồi, nhưng mà tao thấy mày có vẻ như là cũng đói lắm. Thì mày phải bỏ đi, mày bỏ cái tư duy đi. Đấy. Mày đừng nghĩ là mày biết rồi nữa, mà mày phải chuyển cái tư duy sang là học tất cả. Đấy. Học tất cả, cần phải học tất cả. Đấy. Tất nhiên là có nhiều điều, mày có thể là mày học sơ bộ, sau đó mày có thể là cho đội ngũ của mày học thay. Nhưng mà về cơ bản, mày phải chuyển cái tư duy là cần phải học tất cả. Đấy. Thế thì tôi cái hành trình học tập của tôi, ví dụ như cách đây cũng hơn chục năm, đây là Brian Tracy này, bây giờ ông ấy già lắm rồi. Đấy. Hay là như cái anh này, anh Mechanic này, tôi học rất nhiều về tài chính. Ông này dạy về viết sách này, Gary Robert. Anh này là Andy Harrington, ông này người Canada. Anh này thì người Anh, diễn giả số 1 nước Anh về diễn thuyết. Và khi mà tôi học, tôi nhận ra một điều: ngồi nhà không bao giờ nghĩ ra được, người ta đã đi trước mình hàng chục năm, hàng vài chục năm rồi. Đấy là cái điều mà tôi học được. Ngồi nhà không bao giờ nghĩ ra được, không hiểu sao mà nó nghĩ ra được. Thế là tôi chia sẻ với bạn là tôi cũng phải bỏ đi cái tư duy là biết hết rồi, thực ra chả biết cái gì. Ông bảo thực ra mày chả biết cái gì luôn, phải học hết. Đấy chứ ạ, phải học hết. Rồi. Thế thì bây giờ tôi sẽ tặng cho các bạn cái video mà tôi rất là hay xem để vượt qua những cái giai đoạn thời khắc khó khăn đó. Cái giai đoạn mà tôi vừa chia sẻ với bạn đó. Thế thì bao nhiêu bạn muốn xem video? Rồi. Ok ạ. Cái video này một số bạn đã từng xem rồi. Đấy, và một số bạn thì có thể là chưa được xem. Thế nhưng mà đây là một cái video với tôi thì rất là truyền cảm hứng cho bản thân tôi. Rồi. Ok, tôi sẽ share cho anh em nhé. Rồi. Thank you.
这边边吹胡诺了，这烂 violin， 他这罢了，他外面被烟灰杀恩。谁为了混脸靠？Bao nhiêu bạn thấy là cái thông điệp cuối cùng của video rất là tuyệt vời. Các bạn vừa xem một cái video rất tuyệt vời. Cái thông điệp của video có nghĩa là bạn có thể tỏa sáng và bạn có thể tỏa sáng. Và đó cũng là cái thông điệp của Nick mà muốn gửi đến tất cả các bạn đang tham dự cái chương trình này. Hàng ngàn các bạn học viên ở trên mọi miền của Tổ quốc đang tham dự cái chương trình này. Đó cũng là cái thông điệp mà Nick muốn gửi đến cho bạn. Đó là bạn có thể tỏa sáng và bạn có thể thành công hơn hiện tại rất nhiều lần. Thế thì buổi học hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Và tôi xin chúc tất cả các bạn đạt được cả ba cái chỉ số trong cuộc đời của mình: sức khỏe này, giàu có này và hạnh phúc. Rồi, bạn đạt được cả ba cái điều đó trong cuộc đời của mình. Và tôi tin tưởng là cái lớp học của chúng ta ngày hôm nay thì không phải là kết thúc, mà đây là sự khởi đầu, sự bắt đầu cho rất nhiều anh chị em. Đấy, chúng ta còn gặp lại nhau ở rất nhiều các chuyên đề, và bạn còn gặp lại tôi và các giảng viên ở trong cộng đồng của Nick.
mà chúng ta sẽ còn gặp gỡ, còn giao lưu, còn cà phê, còn đi nhậu với nhau, đồng ý không ạ? Còn đi thực tế với nhau, còn tham dự các lớp học rồi ở các khách sạn, và các bạn ở các ở mọi miền Tổ quốc, bạn sẽ được giao lưu và các bạn sẽ gặp gỡ những anh em ở trong cộng đồng. Rồi, thì đây là cái sự khởi đầu cho rất nhiều anh chị em trong cái hành trình phát triển cá nhân của mình. Thế thì tôi xin chúc tất cả anh em và tất cả các bạn sau cái lớp học 3 ngày thì gặt hái được thêm nhiều thành công, may mắn cho cái sự nghiệp của mình, và chúc bản thân bạn và gia đình trong cái dạng dịch Covid này thì luôn luôn là mạnh khỏe, và sức khỏe có lẽ là cái chỉ số đầu tiên mà nhiều bạn sẽ cần phải hướng đến. Thì tôi sẽ nhường lại mic cho bạn MC Gia Kiệm và xin hẹn gặp lại tất cả những anh chị em đã đăng ký, và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở trong cộng đồng mic. Rồi, xin chào anh em và xin chào, hẹn gặp lại. Vâng, ok ạ, rất tuyệt vời. Vâng, vô cùng tuyệt vời. Em cảm ơn thầy Tiến, cảm ơn các anh chị. Chúng ta đã hoàn thành 3 ngày học rất xuất sắc đúng không ạ? Ok, và bao nhiêu trong số các anh chị và các bạn, chúng ta thấy rằng là 3 ngày học vừa qua là 3 cái ngày, một cái khoảng thời gian cũng không ngắn, cũng không dài, nhưng mà trong 3 ngày thì chúng ta cũng đã nhận được thật là nhiều những kiến thức rất là hay, nhận được thật nhiều những giá trị từ Nick. Đấy, thì các anh chị và các bạn, chúng ta có thể nhắn vào ô chat là tuyệt vời hoặc là giá trị vào trong ô chat để coi như là ngày hôm nay cũng là ngày học cuối đó, chúng ta sắp chuẩn bị có những cái bước ngoặt mới, có những cái sự thay đổi và bứt phá mới ở trong công việc cũng như là cuộc sống của mình. Đấy, thì các anh chị chúng ta hãy chia sẻ ở trong ô chat nha. Nếu như mà thấy chương trình này tuyệt vời thì chia sẻ trong ô chat là tuyệt vời đó, hoặc là giá trị đó, để coi như là tiếp sức và tiếp thêm những cái động lực và năng lượng cho Nick để tiếp tục hoàn thành những cái sứ mệnh, để trao thêm những giá trị cho các anh chị em ở trong cộng đồng. Rất là cảm ơn cái sự ủng hộ của các anh chị và các bạn. Và cũng xin chúc mừng những anh chị nào mà sau cái chương trình này mình đã có một cái sự lựa chọn. Nick là một đơn vị đồng hành và thầy Tiến là một người minh sư cùng hỗ trợ và tiếp sức, tiếp bước cho các anh chị và các bạn trong công việc kinh doanh và đầu tư bất động sản. Đấy, thì rất là biết ơn các anh chị. Rồi, và không biết nói gì hơn nữa đúng không ạ? 3 ngày rất cảm xúc và tuyệt vời. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Thế thì một số anh chị sau chương trình này thì chúng ta đăng ký tham dự những cái chuyên đề, những cái lớp học chuyên sâu của Nick. Thì các anh chị chúng ta có thể để lại thông tin, họ tên, số điện thoại và cái chương trình mà các anh chị chúng ta muốn tham dự để cho bản thân mình một cái cơ hội học tập. Thì các anh chị chúng ta để lại trong ô chat họ tên, số điện thoại và cái chương trình, chuyên đề mà các anh chị chúng ta muốn học nhé. Hoặc là anh chị nào đã đăng ký chương trình nào rồi thì mình có thể nhắn lại một lần nữa cuối giờ được không ạ? Nhắn lại một lần nữa cuối giờ là các anh chị chúng ta rất là muốn học chương trình nào. Rồi, và 3 ngày học thì các anh chị chúng ta cũng đã cảm nhận và cũng có một cái sự trải nghiệm về những cái thông tin, về những cái kiến thức mà Nick chia sẻ. Thì đặc thù của Nick là thực chiến, là thực dụng, đúng không ạ? Nghe rất là dễ hiểu, và cái người hệ thống hóa kiến thức cho các anh chị và các bạn là thầy Nguyễn Thành Tiến, là một giảng viên thực chiến, là người thật việc thật, là người đang làm trực tiếp. Thế nên là cái cách chia sẻ và những cái ví dụ các anh chị và các bạn, là chúng ta nếu như là người nào đang làm đấy thì các anh chị chúng ta có thể hiểu được, chúng ta cũng có thể là cảm nhận được điều đó, đúng không ạ? Rồi, và em xin dành thêm những cái giây phút cuối giờ ngày hôm nay để cùng đồng hành với các anh chị và giao lưu, chia sẻ và giải đáp một vài cái thắc mắc về những cái chương trình của Nick, để cho những anh chị nào chúng ta quan tâm đó và mong muốn đồng hành cùng Nick trong những cái giai đoạn sắp tới nữa, thì các anh chị chúng ta có thể đặt câu hỏi ở trong ô chat, hoặc là các anh chị chúng ta đăng ký cái chương trình nào thì các anh chị chúng ta hãy để lại cái thông tin của mình, họ tên, số điện thoại và chương trình mà các anh chị đăng ký nhé. Rồi, ok, em xin giao lưu tiếp với các anh chị. Những anh chị nào ở lại phòng Zoom thì chúng ta giao lưu tiếp tục nhé. Rồi, những lời chúc tuyệt vời nhất thì thầy Tiến đã dành cho các anh chị và các bạn rồi. Và ăn nhau nằm ở vận dụng, đúng không ạ? Học nhiều rồi, nghe nhiều rồi, bây giờ chúng ta cần phải có một cái sự lựa chọn cho chính mình. Ok, anh chị đăng ký chương trình nào thì chúng ta để lại thông tin nhé. Anh chị nào đã đăng ký chương trình nào rồi thì mình cũng nhắn vào trong ô chat là đã đăng ký. Ví dụ như anh chị nào đã đăng ký combo thì nhắn vào ô chat là đã đăng ký combo. Anh chị nào đã đăng ký lớp CKB thì nhắn vào ô chat là đã đăng ký CKB, đúng không ạ? Để chúng ta chia sẻ với nhau. Và những cái phút cuối như thế này của chương trình này, chúng ta vẫn luôn luôn duy trì cái trạng thái năng lượng thật là tốt. Rồi, anh chị nào đăng ký chương trình nào rồi thì chúng ta nhắn vào ô chat để chia sẻ cùng mọi người cũng như là cho ban tổ chức biết các anh chị nhé. Rồi, rất tuyệt vời. Rồi, em sẽ dành ra 2 phút để cho các anh chị chúng ta đặt những câu hỏi về chương trình. Đó là các anh chị chúng ta đăng ký. Anh chị nào đã đăng ký rồi thì chúng ta nhắn vào trong ô chat là đã đăng ký
cái chương trình nào đó rồi, đúng không ạ? Để chia sẻ cùng mọi người, cũng như là xác nhận cho ban tổ chức. Ok, tuyệt vời. Anh chị nào đã đăng ký chương trình nào rồi nhá, thì các anh chị chúng ta nhắn vào trong ô chat cái chương trình mà các anh chị đã đăng ký để xác nhận cho ban tổ chức biết và chia sẻ với lại những anh chị em, tiếp thêm động lực để mọi người chúng ta cùng nhau tham gia và hành động. Biết đâu đúng không ạ, sau cái chương trình này chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình chuyên đề của Nick. Đấy, thì những anh chị em, những người bạn ở đây, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ok, một số anh chị mình cảm thấy thời điểm hiện tại nếu mà chưa phù hợp đấy thì mình có thể là follow kênh YouTube của thầy Tiến, follow kênh Facebook, TikTok để mình nhận thêm những cái giá trị và tiếp tục theo dõi những cái thông tin từ Nick. Còn một số anh chị chúng ta cảm thấy đây là một thời điểm cực kỳ thích hợp để cho chúng ta tiếp tục cái công việc học tập và chúng ta bắt bản thân mình phải tham gia vào môi trường thành công hơn và tự cho mình một cái cơ hội, đúng không ạ? Chúng ta chỉ có một lần để chúng ta sống ở trong cái cõi đời này, trong cái kiếp này thôi, đúng không ạ? Thế nên là tại sao nếu như mình có cơ hội để thành công hơn thì tại sao mình không lựa chọn? Đấy thì cũng mong là một số anh chị nếu như mà chúng ta cảm thấy yêu quý những cái chia sẻ của Nick, cảm thấy yêu quý thầy Tiến, yêu quý ban tổ chức thì các anh chị chúng ta tham dự một chương trình chuyên đề đấy, để chúng ta gặp lại nhau các anh chị ha. Rồi, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Những cái chia sẻ rất là tích cực và rất là giá trị của các anh chị. Rồi, em sẽ lược lại một vài cái nội dung khóa học của Nick mà hiện tại thầy Tiến đã truyền thông cho các anh chị từ những ngày đầu tiên nhé. Thứ nhất là các gói coaching, đúng không ạ? Coaching là kèm cặp 1-1. Thì các anh chị và các bạn, chúng ta sẽ được coaching, sẽ được cố vấn trực tiếp từ thầy Tiến, sẽ gặp 1 tháng 1 lần. Mỗi một buổi thì các anh chị sẽ được đặt lịch gặp khoảng độ 2-3 tiếng. Hiện tại dịch thì đang gặp qua Zoom. Rồi, và thầy Tiến sẽ hỗ trợ, sẽ cố vấn cho tất cả các anh chị và các bạn về những công việc, về kinh doanh, về đầu tư của các anh chị và cung cấp toàn bộ những nguồn lực để hỗ trợ cho các anh chị và các bạn. Các anh chị chúng ta gặp những khó khăn nào, trục trặc nào, khúc mắc nào hoặc là thầy sẽ gỡ rối cho cái công việc của các anh chị. Và coaching thì các anh chị và các bạn, chúng ta sẽ được đi học tất cả những nội dung khóa học của Nick, được đi học tất cả nội dung khóa học của Nick nhé, và được tặng thêm một người nữa đi học cùng trong gia đình. Rồi, và coaching thì có 3 gói là 1 năm, 2 năm, 3 năm. 1 năm là 470, 2 năm là 609, 3 năm là 909. Thì cái chương trình này, cái sản phẩm này phù hợp với những anh chị nào chúng ta có thực sự có một cái tiềm lực tài chính mạnh đó, và chúng ta hiện tại đang có những cái chủ doanh, đang là những chủ doanh nghiệp có cái doanh thu khá và tốt. Đấy thì chúng tôi, Nick sẽ hỗ trợ cho các anh chị và các bạn cái chương trình coaching này. Còn những anh chị nào mà chúng ta có điều kiện tài chính tốt và chúng ta cũng muốn tham dự tất cả các cái nội dung khoa học của Nick thì một cái sự lựa chọn tốt tiếp theo là cái gói combo tổng. Cái combo tổng là sản phẩm cao cấp và có thể gọi là tốt nhất và toàn diện nhất của Nick mà các anh chị và các bạn chúng ta có thể học một cái khóa học rất là tuyệt vời. Thì trong đây có 10 chuyên đề khác nhau. Và đăng ký combo tổng trong cái đợt này và cũng như là trong những chương trình thì các anh chị sẽ được tặng những nội dung khoa học chiến lược đầu tư, sẽ được tặng combo chủ doanh nghiệp, được tặng siêu sao môi giới, tặng BMB lớp 49 chiến lược, lớp 15 nguyên tắc và tặng tất cả những nội dung khoa học. Thì lớp combo tổng các anh chị đăng ký ngày hôm nay chuyển full là 190. Ok không ạ? Ok, một số anh chị đã thấy các anh chị chúng ta đăng ký combo tổng rồi. Có anh chị nào chúng ta đăng ký combo tổng không ạ? Rồi, nhắn vào chat để mọi người cùng biết nhé. Rồi, và lớp tiếp theo là lớp chiến lược đầu tư. Đấy, lớp chiến lược đầu tư thì đây là lớp lẻ. Các anh chị và các bạn chúng ta sẽ học trong 4 ngày. Đó, học 4 ngày những nội dung rất là tuyệt vời về những kỹ năng, về 6 kỹ năng bán, mua bán, tìm kiếm, rồi điều tra định giá, marketing, bất động sản. Và Nick sẽ cung cấp toàn bộ những cái quy trình để các anh chị và các bạn chúng ta có thể là trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp, lão làng. Và tất cả những cái kiến thức đều là thực chiến các anh chị nhé. Rồi siêu sao môi giới thì các anh chị và các bạn chúng ta sẽ học 2 kỹ năng marketing bán hàng và học những cái công cụ, học những cái kiến thức để giúp cho các anh chị chúng ta trở thành một nhà môi giới hàng đầu trong cái lĩnh vực của mình. Rồi BMB, siêu sao môi giới đăng ký ngày hôm nay là 32 và chiến lược đầu tư đăng ký ngày hôm nay là 99 các anh chị nhé. BMB thì là 9.9 triệu. Đây là một chương trình chia sẻ những cái chiến thuật để giúp các anh chị và các bạn chúng ta phát triển những kỹ năng như sau: thứ nhất là bán hàng, thứ hai là viết quảng cáo, đấy, thứ ba là đàm phán, thứ tư là những cái thói quen và thứ năm là tư duy thành công, tư duy của đa triệu phú. Đó, thì các anh chị và các bạn chúng ta xem cái chương trình nào là phù hợp nhất với mình thì mình cứ đăng ký và tham dự nhé. Rồi, rất là tuyệt vời. Rồi, bây giờ em bắt đầu xem những câu hỏi của các anh chị ha.
anh chị nào mà chúng ta có những câu hỏi thì mình đặt ở trong ô chat ạ. Rồi. Rồi, rất tuyệt vời. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều vì đã luôn luôn tiếp sức và ủng hộ cho những người thực hiện chương trình. Luôn có những cái động lực và có cái tinh thần rất là tích cực để phục vụ các anh chị được tốt. Anh Đinh Văn Hoàn đã đăng ký lớp siêu sao môi giới, đã chuyển tiền, rất tuyệt vời. Anh Nguyễn Minh Thái đăng ký BMB, rất tuyệt vời. Anh Phi Dương đã đăng ký BMB. Anh chị Phương Phạm học siêu sao môi giới và BMB, mình để lại thông tin nhé. Chị Nguyễn Thị Thúy đăng ký lớp CKB. Anh chị Ngọc Anh đăng ký BMB. Rồi, Nguyễn Khánh đăng ký BMB. Anh Nguyễn Duy Thái đã đăng ký gói combo. Rồi. Anh Mai Anh Quân đã đăng ký lớp CKB. Chị Yên, Triệu Đình Yên, anh Yên đúng không ạ, đăng ký lớp BMB. Đào Thế Kim BMB. Đặng Quốc Hùng học lớp đầu tư bất động sản. Lê Thế Anh BMB. Anh Nguyễn Thái đã đăng ký combo. Anh Bảo Thành Nghĩa đăng ký siêu sao môi giới. Anh Mai Tony đã đăng ký combo. Dũng Nguyễn đã đăng ký BMB, đã đăng ký BMB. Anh Phan Viết Quế. Anh Quang Ngô Đức đã đăng ký BMB. Anh Trần Quang Đạt đã đăng ký siêu sao môi giới. Anh chị Ngọc Trần đăng ký BMB. Rồi, anh chị nào mà chưa đăng ký ở trong đợt này đấy, thì đợt sau Nick sẽ có một cái chiến lược tăng giá. Nên các anh chị nào mà chúng ta không đăng ký đấy, thì ngay trong đợt này, thì đợt sau các anh chị quay lại thì có thể giá sẽ không còn tốt như ngày hôm nay nữa nha các anh chị nhé. Anh Trần Văn Ơn đăng ký combo, đã đăng ký combo. Rồi, rất tuyệt vời. Thu Liên Trần đã đăng ký BMB. Anh Duy Tường đã đăng ký CKB. Anh chị Châu Uyên đăng ký combo. Anh Phan Thành Đô đã đăng ký CKB. Anh chị tên là Quyên đã đăng ký combo tổng. Đăng ký khóa chiến lược đầu tư anh Phan 2, Phan Hải. Đã đăng ký BMB và muốn chuyển qua siêu sao môi giới. Ok ạ. Đã đăng ký và chuyển khoản combo. Đã đăng ký BMB và audio. Anh Danh Nguyễn đăng ký học BMB. Anh Vũ Đức Quân đăng ký chiến lược đầu tư. Chị Hằng đăng ký lớp CKB. Anh Quân Trần đăng ký lớp combo. Anh Song Hải Trần đăng ký combo cho xin lịch học cụ thể. Ok, một số anh chị hỏi về lịch học cụ thể về tất cả các chương trình của Nick trong thời gian sắp tới, những cái lịch offline Zoom đấy, thì các anh chị chúng ta đăng ký rồi hỏi số hotline nhé. Các bạn ấy sẽ gửi qua cho các anh chị và các bạn cái lịch. Vì hiện tại Nick đang có lịch cuối tuần tới chúng ta sẽ học môi giới trước. Đấy, thì những anh chị mà đăng ký lớp môi giới, đăng ký lớp combo tổng, đăng ký coaching thì sang tuần, cuối tuần chúng ta sẽ được học môi giới luôn. Học qua Zoom ạ, học 2 ngày. Rồi, anh Gia Ngành Nguyễn Thủy đã đăng ký CKB.